vô đây không yêu hoa bình thường. Ờ, mời vô treo á. Nhìn cái ai chị bắt chán bắt dân. À quên kiếm cái thân yên cho ai hát. Không có mấy quạt không khí nó im ắng quá. Hello mấy chị đẹp. Xem like chia sẻ và like giùm Thương nha mấy chị đẹp. Ai đang xem like cho Thương xin một nút chia sẻ nha. Bộ đang mặc dễ thương quá. Mới mà ăn xem rồi hả chị? À, cho nhịn luôn, đang ăn lỡ dở. Đang ăn lỡ dở cho nhịn luôn, mệt quá. Bà quạt không? Chịu không nổi, bắt quạt lên. Lúc ăn gì mà nó lâu. Xem like, chia sẻ và like giùm em nha. Hello chị Thu Anh nha. Hello, bluetooth của mình là mất rồi ta. Bạn ơi. Xem like, chia sẻ bài giùm em nha mấy chị yêu. Còn một xếp ngực 38 với một xếp ngực 34 nha. Là hàng ren hả? Tính lộn 20k hả? An Giang tính lộn biết vậy. Có la quần riêng nhân em. Ờ lớn, bị lớn cái đâu mà còn nút quá chạy. 3 tuổi rồi mà còn nút. Khổ. Cho nó ăn. Nó tự ăn mà nó ăn chậm lép. Mình phải nút nè. Em còn Biên ăn kiểu người Nhật nó nhai kỹ. À nó nhai sao mà nó nhai kỹ lắm. Nó là thuộc thành phần vậy ta. Xem like chia sẻ bài giùm Thương ấy nha. Lâu rồi. Sao mà nó khó. The Bluetooth device is connected successfully. Dung dịch vệ sinh phụ nữ có nha. Dù đây có dung dịch vệ sinh. Ok chị Nguyễn Trang nha. Nhiều đây có dung dịch vệ sinh về lại nha mấy chị. Đầm thì hiện tại em không có đầm mấy chị ơi. Đâu dép chắc từ bữa nào rồi. Chứ ngày hôm qua mà mang được đâu dép. Dạ đâu có gì. Dép xe 80 hả? Ờ dép xe 80 mà chắc nó không biết á. Tính tìm á. Có quần ring nha. Hôm nay em xe quần ring cho mấy chị luôn. Chị qua tường nha. Chị chia cái máy nó qua tường đi chứ. Đang tìm nhạc mình luôn em gửi cho nó trở the. Bộ đang mặc con, bộ đang mặc chổng bị thương nè. À quên, tôi chổng bị thương. Chổng bị thương lên. Rồi chờ xíu anh Tiếp ơi. Tìm được bộ thun dài, bộ thun dài nhiều lần hết rồi. Bữa qua còn mấy bộ chị like bữa qua. Sao không bỏ cái bờ ra cho nó kìa. À bờ ra cái chốt live sale không? Bờ ra cái chốt live sale không? Ừ. Bờ ra cái chốt live sale quá. Anh nó tốt em đang về lại với chị. Bộ đang mẹ con nha mọi người. Em không có muốn răng chị tỉnh thôi. Đó con quỷ đẹp quá. Tao đưa 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 liệu tao thử kê. Đẹp quá bí ơi, bí quỷ đẹp quá. Đẹp, đẹp chứ mà. Ồ, quỷ hành cái kẹo nữa chứ. Con quỷ cái kẹo đây. À đi vô ngủ đây. Con quỷ đẹp dạy đầu á, để dạy là đẹp đầu chứ sao không được. Con quỷ dạy là đẹp đầu á, nó đẹp quá, biết con bị quỷ đẹp quá. Trinh Nam hả chị? Trinh Nam em còn sai ba xéo hả chị Trang ơi. Có khả khi nhà em lúc nào cũng có sẵn hết luôn mấy chị yêu ơi. Đưa 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 cái bài giáng chị. Tìm được bộ đồ thun thái dài tay hả? Thun thái không kéo mà như hết rồi không? Bị đồ gì? À. Đưa cọc bông luôn. Đưa dép luôn. Dạ. Mấy chị ở khách tỉnh lưu ý nha. Em Thương không cho kiểm tra hàng. Chị nào tin tưởng thì mua nha. Sáng nay cũng có vụ kiểm tra hàng. Mua 8 món rồi 2 món không vừa trả lại rồi. Nên em sẽ không cho khách tỉnh kiểm tra hàng.
hàng lỗi mấy chị liên hệ em sẽ bù lỗi, bù lỗ đó, bù ví dụ bù mấy chị không đồng ý thì trả về em tiền cước em chịu đó nha. Chứ còn cái việc mà khui ra rộng chặt là em Thương không có cho, nên mấy chị khách tỉnh lưu ý giùm em nha, để mấy công qua đường bưu điện là nó rắc rối lắm. Có qua luôn nha mọi người, nó khác hẳn chứ nè. Hả biết kẹo không nhiều, kẹo đẹp rồi nè, coi ra đây, đi ra đây. Ra nói vậy em không bao rộng chặt, mấy chị yêu chốt hàng kỹ kỹ giùm em, đừng có chốt thí rồi tới nơi mặc thử được hay được không được hè bị hình xiết cầm gì nữa nha mấy chị mấy công nha. Chốt hàng kỹ càng giùm em, chị nào muốn em mặc thử thì cứ nói em mặc thử rồi mình ước lượng đó. Như em nè, mấy chị thấy em hàng nghề, thấy được cái dáng của em hàng nghề rồi, mấy chị cứ biểu em mặc rồi mình ước lượng cho mình nha. Trời ơi, cái áo hôm bữa em nó mặc rất là chặt, em nó xa tầm 58kg quay đầu rồi, mình cho cái bụng ngọc chà bá dài to dài chốt chi nha mấy chị. Nên cứ chốt thí lần 4 em cái nha mấy chị, xuống mặc thử được cái nào lấy, không được trả về là em không có đồng ý nha mấy chị ơi. Gì chị? Nên mấy chị chốt hàng kỹ giùm Thương nha. Còn mấy chị khách tỉnh là Thương không cho xem hàng, chị nào đồng ý thì mấy chị chốt đơn nha. Đó, sáng nay gửi vô Phù Mỹ cứ tưởng 8 món đồ, 2 món không dừa còn về cho em đó, nên mấy chị lưu ý giùm em đó. Nè, xong rồi gửi tiền máu nữa nè, tưởng dài mặt ngắn đó, tưởng dài mặt ngắn em mặc lên rất là kỹ càng cho mấy chị chốt mặc khăn nghề luôn mà. mình cứ thích mình chốt xem rồi về tới nơi mặc thử ưa gửi lại sao được mấy chị. Em bán đồ rất là chuẩn luôn, từ từ em la và em mặc mẫu cho mấy chị luôn, mà mấy chị không có chịu nhìn cứ thấy đẹp rồi mình chốt thí rồi về nhà mặc rồi kêu ngắn rồi kêu dài rồi, nói chung là tùm lum đó, nên mấy chị chốt kỹ em Thương nha. Rồi em lên hàng cho mấy chị yêu nè, xem la chia sẻ bài giùm em nha. Bộ đang mặc còn nhiều lắm, còn mèo nha. Bộ Thương đang mặc là 99.000 nha, bộ Thương đang mặc 99.000. Rồi em còn một cái con quần này size của nó tầm bao nhiêu ta, 60 ha, xa nào cũng phải 60-62kg, chị nào 55kg đổ lên là mấy chị chốt nha. Đó ví dụ em dơ này, chị là muốn chốt, nói Thương mặc thử cái quần đó chị chốt. Hoặc là chị nào mà biết dáng của mình rồi thì thâu, còn chị nào mà sợ chặt rộng nói Thương mặc mẫu cho nha. Đừng có chốt thí, kêu ta chốt đại gì đó mặc được cái nào ta lấy, không được ta gỡ lại là không có được nha mấy chị. Trong khi đó lúc này người khác mua thì lại em là không có bán, mà ship tới nơi cho mấy chị mặc thử sao được nha. Rồi chốt kỹ hàng giùm Thương nha. Rồi chốt em con quần này nha, với giá 30.000 lên em mã quần 30 size của nó là tầm mà em dọn kho có mấy cái liệt tiệm bán cho mình nè. Mẫu đó mặc là 99.000 đó, mặc 99.000 nha em. Mẫu chị Hương đang mặc là 99.000. Mua 8 món đồ, hai cái bộ đồ nó rộng xíu mấy chị bóp lại xíu cũng được. Hòn đúng là mấy chị có rất là nhiều chỗ để mấy chị mua, chứ không phải là có một mình chỗ của em mua. Mẹ tao hòn tao trả cước thứ cha gì cái thứ cấp đó mà làm như cần lếm, không phải dạy mấy chị, đừng có dạy tạo nghiệp người bán. Họ cũng khổ cực lắm mấy chị ơi, mình đã nhận không vừa mình trả cho người ta tiền ship quê đầu chứ ở đâu mà em rảnh dữ, đi hàng qua bưu điện nữa em đâu có rảnh đến mức độ vậy đâu. Rồi lên giùm em nè, quần này chị đã có con trai mua cho nó nha, size này chắc 70kg mặc vừa luôn á, 19.000. Em còn quần trắng quần vàng nha, 19.000, size này chắc cũng 70-75kg quay đầu giùm em á, 19.000 nha mấy chị, chia sẻ like giùm Thương nha. Rồi quần trắng phối nè, vàng nè, con này size nhỏ hơn, con này form tầm 40-60kg. Rồi đây là trắng phối, đây là vàng, đây là trắng. Rồi 19.000 giùm em nha, 19.000. Quần 19 kèm mèo giùm em nha mấy chị, quần 19 kèm mèo giùm Thương nha, quần 19 kèm mèo. Rồi quần 30 Thương có hai quần nè, quần 30 cho mấy nhỏ nè. Bộ đang mặc đẹp lắm, bộ Thương đang mặc rất là xinh luôn nha, chắc lụa mango rất là đẹp luôn, đẹp lắm. Mấy chị thoát qua nhau lại thử với chị. Mười, hình như hồi bữa anh ấy nói mình kiếm cái đây phụ nó bị đá nè. Rõ chưa mấy chị ơi? Rồi quần 30 Thương có hai quần này, bộ chị mặc 99.000 nha. Quần trắng chị Trần Thương này, bộ chị mặc 99.000. Rồi em còn một cái quần kaki nữ, size này phun nó tầm mà có co giãn nha, 50kg quay đầu thôi nha mấy chị. Quần trắng vàng tuyết trinh nè, 50kg quay đầu thôi nha, 19.000. Lên cho em mã quần 30 cho Nguyễn Hương này, 50kg quay đầu. Rồi sót một bộ đồ bé, tậu ghê mấy chị ơi. Đồ bé xung quá 20.000 cho em nha. Bộ bé 20, lên em bộ bé 20 nè. Bộ bé 20 size của nó tầm bao nhiêu ta?
8 tới thì tầm 8 tới 12 kg thôi nha. Bồ bé 20. Em đang về đồ bé nhiều lắm, nhưng mà Thương để tầm mai Thương nghỉ xuống chốt đơn xong là Thương la đồ bé cho mấy chị á. Tại gia la đồ bé để em tặng quà Noel cho bé đó mấy chị. Quần đen 19 là nào? Quần đen 19 là đây nè. Em 19 ngàn. Em có quà Noel cho bé, em đợi Noel em bán 19 cho bé nhỏ đi. Bộ em đang mặc 99 ngàn chị yêu, là chốt bộ đang mặc lên, bộ đang mặc size 60 kg quay đầu nha. Bộ đang mặc rồi, còn mấy cái quần sọt nè. Quần sọt bộ này bé 20 cho chị yêu Thảo Phùng Thị nè. Quần 30 nhà mấy quần sọt này chắc size của phải 75 kg, 75 kg. Bộ báo 99 cho chị yêu Hình Thị Kim Chi nè. Rồi 39 ngàn giùm em nha. 39 ngàn em có, còn tầm mấy quần là 2, 3. 39 ngẫu nhiên. Lên em mã ngẫu nhiên 39, ngẫu nhiên 39. Lên em mã ngẫu nhiên 39. Bộ bé 20 Nguyễn Minh Nhiên nè. Bé 29 có bao nhiêu like nha? Ngẫu nhiên 39 có bao nhiêu like nè. Ai chốt ngẫu nhiên 39 lên em mã ngẫu nhiên 39. Lô mai nè, quần nữ 19.000 cho chị Hồng Nhung nè. Ở đâu mà chốt chữ vậy điếu? Ủa, cái đây là còn kia hả? Còn đâu? Còn ở trên chỗ chị á. Ở? Còn bên chỗ chị á. Không không. Ủa vậy hả? Bà đưa thương bán giùm bà mấy cái. Chị đâu bán. Không chịu nói. Chị nói là mơ. Chứ em tưởng đâu là chị nè. Ừ. Tụi chị bán chứ, chị lên chứ. Đây là ngẫu nhiên 39 nha mấy chị. Ngẫu nhiên 39. Vậy là hết chứ mấy chị. Này chỉ đưa mẫu chứ mà chị. Vậy là hết rồi nha mọi người ơi. Ngẫu nhiên 39 hay còn chị Kiều Ngân. Nè, ngẫu nhiên 39. Ngẫu nhiên 39, tên em ạ, ngẫu nhiên 39. Là một cái hay hai cái? Một cái 39 ngàn chứ. Ờ. Ngẫu nhiên có là bắt tiền ngẫu nhiên á. Rồi em còn mấy con quý. Hồi sáng dọn nhà. Hồi sáng hai chị em không làm đơn rảnh dọn nhà lòi ra. Em còn mấy con quý tê. Mấy con quý cầm tê đẹp lắm. Ngẫu nhiên 39 cho chị Phước Thiên. Phước Thiên. Còn mấy con quý cầm tê nha. Mấy con quế cầm tê chốt em mã ngẫu nhiên 20, ngẫu nhiên 20 đi. Còn mấy con như thế này nha, ngẫu nhiên 20. Quế nào cũng đẹp vậy mấy chị, đồng tiền hoạt động giấy tờ. Ngẫu nhiên cho biết chân. Ngẫu nhiên 20. Em còn mấy con này nữa là hết luôn á. Ngẫu nhiên 20 nha mấy chị. Bắt lại ngẫu nhiên 20 cho nó nhanh đi. Ngẫu nhiên 20. Rồi quế ngẫu nhiên 20 giùm em nha. Quế ngẫu nhiên 20 có tất cả các mèo này nha. Quế ngẫu nhiên 20 Quý ngẫu nhiên 20 em có tất cả các mèo này. Chia sẻ like giùm Thương nha mấy chị. Quý ngẫu nhiên 20 em có tất cả các mèo này nè. Còn bao nhiêu nữa là hết. Quý ngẫu nhiên 20 nha. Quý ngẫu nhiên 20. Cái da nó mềm nó đã lắm mấy chị ơi. Cái da nó mềm nó phê. Ngẫu nhiên 20 cho chị yêu Kim. Rồi ngẫu nhiên 20. Cái này của con Thương rồi, chụp cô ra chơi trời. Áo đi thẹt. Ok Phước Thiên nha. Nhỏ xíu xíu, quý 20 nhỏ xíu xíu. Ngẫu nhiên 20. Chia sẻ like giùm Thương với nha mấy chị yêu. Bộ Thương đang mặc 99 ngàn, chị yêu là chốt lên nha. Ngẫu nhiên 20. Rồi em còn một cây trà thảo. Vâng, đe vô ai nhiều má luôn á. Mấy nhỏ đeo tậu xong mình đe vô nhiều. Mấy nhỏ đeo tậu em. Rồi lên cho em mã giả cặn. Giả cặn 30. Ok Thảo Phùng Thị hai quần nha. Lên em giả cặn 30. Giả cặn 30. Giả cặn 30. Giả cặn 30. Ngẫu nhiên 20 cho Hình Thục Xiên. Giả cặn 30. Giả cặn này. Ê sao vô la nhìn hàng chân mềm của chị nó đậm dữ vậy trời. Ở ngoài nó bình thường rồi. Nhìn chân mềm đậm quá thôi mấy chị. Sao hoài mấy lượt em đòi đi làm thêm mà sao vô la thấy nó đậm dữ vậy trời. Ok chị Hà Thu ngẫu nhiên hai cái chị Hà Thu. Thấy chân mềm em đậm không mấy chị yêu? Em thấy đậm dữ vậy. Em ở ngoài em xui lợt, em đi làm thêm rồi mấy đứa nhìn lai đậm đấy. Mà đậm đấy mấy chị. Rồi em còn một đôi dép size 37 siêu đẹp luôn á. Bữa chị cũng mang 37 cho mấy. Chàng 37 mang đẹp. Em còn một đôi 37 size. Ngẫu nhiên 20 Thu Anh. Em còn một đôi size 37 cho mấy chị 80 luôn nha. Còn một đôi size 37. Ủa chị mặc con nhiều mèo lắm, đợi xíu chị lên nha. Ngẫu nhiên 20 cho chị mặc đẹp ghê luôn á. Wow nó quá đẹp luôn á. Rồi, lên cho em đôi dép size 37 80. Chốt cho em nè 37 80k. Ngẫu nhiên 20 cho Trần Kiều. 37 80k. Thấy chị Hân nghĩ nha mọi người. Ngẫu nhiên làm cho đẹp ai chịu nổi. Ngẫu nhiên kèm mèo vô nha. Ngẫu nhiên 20 Trần Thúy rồi, ngẫu nhiên 20 cho Ngạc Bích.
này là cái dây của mình, cái đồ này rất là nhanh. Cái áo phao này khoảng 30 phút nha. Em không biết cái áo phao này của ai ta, của ai mà cái thằng ship nó đi ship nó làm rớt cha tờ giấy á, thành ra giờ không biết cái áo phao này của thuộc của chị nào luôn á. Ngẫu nhiên 20 cho nên làm. Hàng tiếng shipper nó đi làm sao nó rớt cái tờ giấy mất. Bây giờ có cái áo này mà không biết cái tên của ai để mà phát hết trơn á. Giờ băng đại cho mấy chị luôn nha. Size của nó tầm như ta 60. Ủa như 20 cho lắm lúc. Bữa em nhớ chị là chốt này 150 giùm em nha mấy chị. Pha 150 40-60kg chốt giùm em nha. 40-60kg chốt giùm Thương nha. Rồi lên cho em con này là con phao 150. Không em hết mã ngẫu nhiên nha mọi người. Không biết của chị nào, thôi giờ em xả ra em bán lại cho em. Cũng không biết của ai nó rớt cái giấy đó. Dép 3 bể 80 ngàn chị Phương Lê. Hai áo cũng treo ở phía sau có giá là 45 ngàn nha mấy chị. Lấy em bộ chị bạn, ok chị em chim. Áo mình lên tới em chim rồi. Lấy em áo treo ở phía sau lưng rồi ra nè. Từ từ, em tới chốt tới chị. Chị hỏi gì vậy chị Hoan Nguyễn ơi? Có khớp chị. Bộ gì mà còn một khách không thì đã là một không. Hết mã ngẫu nhiên nè, chị Hà Thu chốt đâu nè. Làm đẹp ai chịu nổi. Rồi bộ đang mặc cho chị em Kim nè. Còn áo phía sale cho ai đó. Ok Lam Lam đi. Em chọn mèo nào em ơi? Có hai mèo á chị ơi. Phao cho Vi Kim Bùi Thị. Bộ bằng 99 ngàn à mấy chị ơi. Bộ thương đang mặc 99 ngàn nha. Chị hết lịt bụng rồi. Rồi em còn một cái quần bò size S cho mấy chị 70 nha. Quần này mặc đẹp lắm. Cái quần này mặc rất là đẹp. Còn mền nha 70 ngàn. Nên em mặc quần bò size S nha. Quần bò size S 52kg quay đầu. Rồi còn một quần nam 25 ngàn. Nên em mặc quần nam 25-70kg quay đầu. Quần nam 25-70kg quay đầu. Quần nam 25-70kg quay đầu. Nhà em vẫn còn mền, còn sâu, còn đủ thứ. Mèo kem nó lấy mèo kem đi. Cái mèo kem là cái mèo mèo kem là cái mèo ai nè. Đồ con tí đem về bỏ hết ra rồi không được. Lộn nữa hả? Rồi ok để chị tính lại cho nha thằng vỏ ơi. Bên đây đâu đây đi coi. Chờ chị xíu nha hàng vỏ, xuống đây chị tính lại cho. Có nha mấy chị. Rồi lên giùm em con quần này mã 173. 173 nó size L nha mấy chị, 60 luôn. Nhớ chia sẻ like giùm Thương nha mấy chị. 173 size L 60.000 giùm em nha. Bò sát bò. Một mấy chị kèm giá nha mấy chị, kèm giá lên giùm Thương nha. Tới nơi nhận khỏi sợ lộn. Bò S cho rồi chốt em mã 173 60k. Mấy chị kèm giá lên giùm Thương nha. 173 60k. Nó nam không có bị lộn. Nam 25 cho ba Nguyễn Thị. Kèm giá đó mấy chị. Kèm giá đó giùm em cái. Kèm giá đó giùm em nha. Rồi bộ em, bộ này dễ thương dễ mang luôn mấy chị ơi. Bộ này quần của nó là 9 tấc giùm em nha. 69 nha. Nhớ chia sẻ like giùm Thương nha mấy chị. Quần nó đẹp lắm. Cái quần nó là quần 7 tấc nha mấy chị. Bộ lụa chắc đẹp dễ mang luôn. Rồi size này 60-62 vậy mấy chị mặc vô tư luôn. Trên 55kg hãy chốt bộ này để rộng nha. Từ 55 cho tới 60-62kg mấy chị chốt bộ này giùm em nha. Rồi chốt em bộ em lụa. Còn khẩu trang nha mọi người, bộ em hết khăn rồi. Nên em bộ lụa 69. Còn nước giặt nha. Em còn nước giặt nha mọi người ơi. Khăn một đêm, khăn tán em hết rồi nha mấy chị. Mua áo khoác ông quán hết áo nam mất em ơi. Hết áo nam mất rồng. La quần riêng không chị Thương? Có, chị la đủ thứ mà. Có nha. Rồi lên cho em bộ lụa. Bộ lụa 69 ngàn. Rồi em còn sót lại một con quý. Ai vậy? Có gì gọi lại sale đi nha. Có chuyện gì không chị? Em đang la xíu. Cảm ơn chị Thảo Nguyễn nha. Rồi có gì xử lấy sale nha chị. Em đang la xíu. Áp theo tường cho em xem. Ok chị áp theo tường đẹp lắm, áp theo tường chắc mê luôn. Áp theo tường này mấy chị.
nó có mút ngọt luôn nha. Đặc biệt á, mặt sale của nó này, trời ơi, nó đẹp dã man chưa. Đó, hôm qua em có mặc mẫu mà trưa nay em làm biến quá em chưa kịp mặc nè. Chút em sẽ mặc. Đó, nó coi giảm phê lắm, đặc biệt nó có mút ngọt luôn nha. Chị nào mà không muốn mặc mút ngọt thì mình tháo mút ngọt ra, mình mặc cái mút ngọt cũng được. Em là em tháo tắt hết. Đây, áo em mặc mẫu là em tháo mút ngọt. Chị là ngọt đẹp hay đẻ, còn chị nào mà chị nào mà ngọt ngọt đó, ngọt xấu thì mình tháo ra mình mặc áo ngọt, chứ ngọt em mà mặc mà okay, đẻ thanh nha, nó sẽ thứ ba. Ngọt em già hết đắt không đó nghe mấy chị, chắc mê lắm cái chắc của nó nè, đặc biệt phía sau của nó mấy chị làm cái áo dây luôn cũng được, nói chung là nó đẹp lắm. Rồi 45.000 em có mèo da và mèo nâu nha. Cái bồi Hương mặc là 60 cái đổ xuống mặc được luôn á. Bộ em đang mặc là 60 kg. Áo da hạt áo nâu dùm Hương nha mấy chị. Phong rộng rãi lắm mọi người ơi. Cái của chị Phong. Ờ cái của chị đi chút đi mẹ. Canh nước dẹp cho chị gái chưa. Rồi anh chút. Rồi bộ caro siêu xinh luôn, siêu 9.000. Bộ caro dễ thương lắm mấy chị yêu không. Nhìn cái bộ caro này. Rồi 69.000 cho em nha. Chắc mê luôn. Rồi size tầm 55 kg quay đầu dùm em nha. Size 55 kg quay đầu dùm em nè. Đó đẹp chưa. Rồi lên em bộ caro 69 nha. Bộ caro 69. Lên em bộ caro 69. Bộ caro 69. Lên em bộ caro 69. Chị đẹp khai sẽ chiếc phong. Chị xa đô. Ok chị yêu. Hôm nay rồi, em sẽ em còn một áo chị nha. 39.000 luôn. 39.000 luôn nha. 39.000. Rồi lên em áo trắng 39. Lên em áo trắng 39. Dạ em áo trắng 39. Dạ em vẫn còn khẩu trang nha chị Nguyễn Mai ơi. Em vẫn còn khẩu trang nha chị yêu. Rồi quần này size S cho em nha. Lưng siêu cao nhưng mà của nó là gài nút nè. Đó. Chị nào mặc được gài nút, tức là không có dùng kéo mà nó gài nút nha. Rồi size S phôn tầm 52 kg quay đầu. Em đang chốt lên chị Tiếp Trinh ơi. Chốt cho em mã này là mã nút nha mấy chị. Mã nút 79 nha. Mã nút 79 nha. Bộ đang mặc là 99 nha chị My Lê ơi. Mã nút 79.000 cho em nha. Nên em mã nút 79.000. Rồi con này mã số 41 size L. Áo trắng ba tính cho chị Lê Thị Hồng Nhung nha. Chị nào mà có con tuổi tinh đồ mấy chị, mua mấy cái quần này cho nó tầm 40-45 đồ á. Chứ không ít tiền em nói thật, mấy chị đi mua cho nó cực kỳ đắt tiền luôn. Rồi 99.000 đẹp lắm nè. Phía sau nó lưng thun mặt trước là lưng bản. Thun của nó tầm 40 cho tới 50 kg. Chốt cái con này dùm Hương nha. Rồi lên cho em mã này mã 41 99k dùm em nha. Braja 45 chị Phương Lê này. 41 okay, 99k. Lên em mã 41 99k. Mã 41 99k. Áo bà chị em hết nha mấy chị yêu. Mê sấy mà mua một cái mê sấy không là Thương không có đi đơn đâu mấy chị. Mê sấy là Thương đi đơn chung với quần áo nha. Một mê sấy Thương không có đi đơn nha. Hàng mê sấy em 69.000 chia cho mấy chị dùng. Chị nào mua chung với quần áo cũng đi cho, chứ một cái máy sấy nó không có đi đơn nha mấy chị. Một cái máy sấy luôn không có gọi điện chốt đơn nha. Rồi ai chốt máy sấy lên em máy sấy. Dạ không có chị nhờ, Hoài Châu Phan ơi. Ai chốt máy sấy lên em máy sấy nha. Riêng nam Thương vẫn còn nha mấy chị. Rồi con quần này lưng thun giùm em nè. Dạ khẩu trang người lớn vẫn còn chị Nguyễn Mai ơi. Coi giãn nha, con này lưng thun. Rồi size S luôn giùm em nha mấy chị. Coi giãn cực kỳ đã luôn. Rồi lên cho em mã quần riêng này 109 giùm em nha. Rồi mã này mã số 42, size 52 kg quay đầu. Mã 42 109 cho em nha. Ok chị Đức nha. Mã 42 109. Quần đi lưng thun mặc đạo quá. Về nữa kêu em nha. Ok, okay. Chị bỏ xương. Chị đang về lại riêng giấy 79.000 đó. Riêng giấy mặc đi sướng nữa. Ờ, nhắn đúng phê. Mã 42 kèm giá cho mấy chị ơi. Kèm giá giùm em mấy chị ơi. Riêng này em sale nha. Có con em xe giá này, em xe giá khác là mấy chị yêu lên kèm giá dành Hương nha. Tại bao nhiêu chị? Hả? 1.9 kèm giá giùm em nha. Mã 42 1.9 chốt của chị yêu Hảo Nguyễn nè. À, khi nào ra riêng giấy hả? Khi nào về thì em sẽ like liền nha mọi người. Bộ ra mạng xéo 1 ký 99.000 nhưng mà xéo 9.000 là chị Hiền Hồ. Mỗi ơi. Mỗi chị được chốt cho nè. Xem đẹp sóc một lần nha. Bộ đang mặc cho Nguyễn Thị Mỹ Kiều. Nguyễn Thị Mỹ Kiều, ok chị đẹp yêu. Tầng đẹp lên nha, mấy chị cắt tăng nè. Bao gối không đi đơn hay sao chị? Bao gối có đi đơn mà bao gối đi đơn nha mấy chị. Lá bao nhiêu để em in phiếu nha mọi con người. Con này lưng thun nữa nè. Coi giãn siêu phê. Con này size M nha mấy chị. Con này, ớ, con bò giấy cũng đang về nè. Đẹp chưa? Nó về trước một ly thôi ha. Dạ nó lộn Thương đang một ri nè. Chứ con này Thương đang về lại nha mấy chị. Nó còn sót lại một ri nè. Đã luôn.
Rồi 79.000 cho em nha. Nhà em bán là bao giá toàn Facebook cho mấy chị em luôn. Em có riêng giá lưng thung luôn mấy chị ơi. Phê lắm mấy chị ơi. Rồi con này em còn xem mờ. Nó lộn vô đây về trước một cây trong cái quần đã xanh. Cái bộ dễ thương đang mặc có giá là 99.000 nha mọi người ơi. ML nha mấy chị. Vẫn còn hàng nha mấy chị. Rồi mã 89 em có ML. Mã 89 em có ML nè. Em đang về là cái rô đây nè. Dạ được Bích Thủy nha. Em có đăng hình bò giá 79.000 đó. Chốt rô chị Nguyễn Mai. Bò giá 79.000 đó. Rồi em có size M, size L nha. Bẻ lắm. Bộ đồ dễ thương đang mặc là xéo một cái đồ xuống mang vừa nha mọi người. ML 89.000, quên 79.000 ML dùm. Bao đẹp chắc là do không có size chị Ngọc Hòa ơi. Rồi 79ML dùm em nha. Con này L chắc chị thu đi. À con này sao nó có rách một xíu. 89 size L. Đây hả? 10 chiếc nữa là 119.000 chị nhớ nổi nha. 89 size L cho chị Thu Lê. Ủa nó đẹp đấy chứ. Mã 46 size L giùm em nha mấy chị. 46 size L 69.000 giùm em nha. Lên cho em mã này là mã 46 em size, size L nha mấy chị. Hết size L Trương Hậu ơi. 46 size L nha mấy chị. Size M cho Hồng giỏi. 46 size L. Mã 46 size L 65.000. Size L phô có 55 kg quay đầu cho nó không co giãn đó mấy chị. Ok chị Thảo Trang. Nó không co giãn. Thảo Trang. Kèm dáng nó dùm thương nha mấy chị yêu. Size L em hết mất mọi người ơi. Ô coi cái bộ này mấy chị. Nó dễ thương giả mang luôn. Rồi size 9.000 cho em nha mấy chị. Em còn size 9.000 cái bộ caro nó tậu giả mang luôn. Size 60 kg quay đầu dùm em nha. Dễ thương lắm. 60 kg đó mấy chị nào có dáng em nói lại dùm xíu nha mấy chị. Nhiều chị xé chục ký mà có bít rử mà cái bộ ngực nó to vậy mà kêu do mày nói xé chục ký. Trời ơi, xé chục ký okay, em nói giá trọng dụng như em 55 ký nè mấy chị. Mấy chị 55 ký chắc thì mặc sai cùng với em đúng không? Nên em đang nói là nói giá chuẩn nha mấy chị. Còn mình phải tự nhìn lại con người của mình nữa. Mã bóng xéo to, kèm giá vô cho em. Đừng có mít rử là mấy chị đừng có chốt. Kêu do mày nói xé chục ký chứ ai. Trời ơi, em nói xé chục ký luôn, giá chuẩn chưa? Dán của mấy chị nó bị bể phọt mắt mờ. Rồi, mã bún xéo kèm giá cho mấy chị ơi. Bộ caro 79.000 em thương nha mấy chị. Bộ caro 79. Lên đây mã bộ caro 79. Em thấy nhiều người chốt mã bún xéo mà mang có giá hết trơn mấy chị ơi. Kèm giá nó giùm thương nha mấy chị. Kèm chốt, giá nó giùm thương. Chốt bộ đùi mèo nào á chị Nguyễn Niêm ơi. Cây 40 xéo, 65k. Đi lại chạy giùm thương nha mấy chị. Đây. Bộ caro 79 là bộ này không chị? Đó đó bộ caro 79. Bộ caro 79 chốt chị Thương Nguyễn nha. Rồi bộ caro 79 em còn mèo khác nha. Quần viên giá em hết nha mấy chị. Tuyên giấy mấy chị đợi em đang về nữa đó mấy chị. Rồi bộ đùi 79 giùm em nha mấy chị. Trời ơi nó dễ thương con này mấy chị ơi. Nó đẹp giả mang luôn. Rồi bộ đùi 79 giùm em nha mấy chị. Mã 46 size L 65.000 chị nhàng bỏ. Bộ đùi size 60kg quay đầu giùm em nha. Quần là có túi hết nha mấy chị. Nói chung là bộ này bộ gọi là trong cái set thiết kế nên nó đẹp lắm nha. Form nó mặc cực kỳ đẹp luôn. Rồi chốt em bộ đùi. Bộ đùi bộ 79.000 luôn. Em hết mã 46 nha mấy chị ơi. Bộ đùi 79 giùm em nha mấy chị. Đùi lỡ vậy em quất 79.000 luôn. Rồi lên cho em bộ này là bộ vô cái caro cái mèo của nó nhã quá. Mèo bộ đùi 79 cho chị Nguyễn Niêm. Rồi lên em mã xanh riêu 79 nha mấy chị. Xanh riêu 79 giùm em nha. Xanh riêu 79 60kg quay đầu giùm em nha. Xanh riêu 79. Lên em mã xanh riêu 79. Xanh riêu 79 còn 2-3 bộ vậy nè. Xanh riêu 79. Ok chị nhớ nổi nha. Một cái chip nữa nè. Xanh riêu 79 dung dịch nhiều để có nha mấy chị yêu ơi. Bộ chị mặc còn cái chị Âu Hải ơi. Caro 79 à, xanh riêu chứ xanh riêu 79. Bộ caro hồng em hết nha mấy chị yêu. Cái bộ này không có size mấy chị ơi, dễ mặc lắm. Xanh riêu 79 bộ này không có size, 40 tới 60 là mấy chị mặc được á. Rồi em còn bộ lỡ pha màu này nữa nè. Ôi nó đẹp lắm mấy chị coi nè. 69.000 bộ, kinh hồn chưa. Riêu 79 cho chị yêu lắm lúc nè. Chốt mã riêu đi mọi người ơi. Quá đẹp luôn. Đó, trời ơi. Rồi chốt em bộ lỡ xanh. Lỡ xanh xéo chín nha mấy chị. Lỡ xanh xéo chín giùm em nha. Lên em mã lỡ xanh xéo chín. Xanh riêu nè. Xanh riêu 79 cho chị yêu Phương Lê. Lỡ xanh xéo chín. Lỡ xanh xéo chín. Lên em mã lỡ xanh xéo chín. Dạ có bộ xéo chín, có bộ 79 nha mấy chị ơi. Ghi rõ giá giùm em nha mọi người. Hình như nãy giờ em bán chính xác là 69.000 nha mấy chị. Cái nào mà em lỡ nói 79 là sai nha.
đúng chính xác là 69.000. Xanh view cũng là bị đùi lỡ đầm giá 69.000. Em nói thấy em bị điên lắm, cái trời để 99 tầm lum hết. Để 9 mấy chị bằng chốt nhưng mà em bị điên á. Nói chung là cái lô đồ bộ này thật ra là em không có chốt với chủ hàng đâu, mà do họ gửi lỡ cho em. Ủa sao 92 em quốc luôn. Có lỡ, ân game kêu xe lỡ xanh cho nhỏ xíu xíu. Điên. Bị tạo quả nhập nói chung mà đồng giá 69 ngàn. Ủa mặc giả đẹp lên xương ơi, giải bộ chị đang mặc rất là đẹp luôn. Để có gì ngày mai làm đơn sửa lại cho. Cào túm lên cho nó gọn đi. Để cho rìa ngán quá. Đồng giá 69 ngàn. Lỡ xanh em hết còn xanh riêng. Cái này do chủ lỡ gửi về em like luôn á. Em còn xanh view cho mọi người. 69 ngàn. Em còn ra gửi vô mấy công. Nè em đó, còn bộ lỡ xanh lỡ nữa nè. Em còn một bộ lỡ xanh nữa nè. Nè lỡ xanh chị thấy đặng nè. 69 ngàn. Em còn một bộ lỡ xanh đặng. Mấy xe tép sale 9 ngàn. Rồi một bộ lỡ này gọi là lỡ cam đi. Em hết lỡ xanh em còn đùi riêng. Lỡ cam sale 9 nha mấy chị. Lên em mã lỡ cam sale 9. Lỡ cam sale 9. Lên em mã lỡ cam sale 9. Lỡ cam sale 9. Lỡ cam sale 9. Lỡ xanh caro hết nha mấy chị ơi. Rồi đùi nâu. Quần nó dễ thương quá trong giờ đó mấy chị ơi. Nó đem cho em cái lô set thiết kế á, nó đẹp, form nó đẹp lắm. Em ban đại sale 9 lỡ cam luôn. Cho Kiều Ngân, lỡ cam cho Nhung Võ. Rồi đùi cam sale 9, đùi cam sale 9. Đồng giá sale 9 ngàn nha mấy chị. Đồng giá sale 9 ngàn, đùi cam sale 9. Lỡ xanh em hết nha mấy chị yêu ơi. Đùi cam sale 9, có 2 bộ đùi cam. Cái kia đùi xanh hả? À đùi riêu. Cái bộ không? À. Đùi cam xeo chín. Đùi cam xeo chín cho chị Phương Lương đây hả? À. Đùi nâu xeo chín giùm em nha. Đùi nâu xeo chín. Lên em đùi nâu xeo chín. Lên đùi nâu xeo chín. Đùi nâu xeo chín. Còn lỡ xanh em hết. Còn bộ đùi cam nữa. Đây là lỡ cam không? Đùi đây cam luôn mà. Đùi hết đó chị ơi, không có lỡ nha mọi người. Cái đùi cam chứ sao? Ừ. Đùi cam chị Liên Nguyễn nè. Đùi cam còn bộ nữa. Đùi cam cho Liên Nguyễn nè. Bộ quá đẹp 69 ngàn. Đây chung nâu. Đùi nâu đây. Hả? Đùi nâu đây. Đó là đùi cam. Đùi nâu 69 chị Thu Anh. Ok chị Ngọc Tàn. Rồi cái này kêu đùi đen đi mấy chị. Đùi đen đây. Lên em mã đùi đen nha. Đùi đen xeo chín 60kg quay đầu nha mấy chị. Đùi đen xeo chín. Đùi đen xeo chín. Đùi cam chị Phương Lê. Đây có đùi cam không? Bộ đang mặc cho Trúc Nabi Lê. Để chị đẹp bình luận cho. Bộ đang mặc cho Trúc Nabi Lê. Đùi cam chị Tên Hạnh. Đùi cam em hết nha mấy chị. Lỡ cam em hết luôn. Đùi đen cho Âu Hải. Rồi em còn một bộ này là đùi một set khẩu trang người lớn và một canh nước chẹt cho chị Liên Nguyễn. Rồi cái này chốt cho em là mã 1 đây, mã 1 đây. Rồi mã 1 sale 9 ngàn. Lên em mã 1 sale 9k. Mã 1 sale 9k. Lên em mã 1 sale 9k. Lên em mã 1 sale 9k. Em còn một bộ đùi riêu thôi. Đưa chị bộ đùi riêu đi. Em còn một bộ đùi riêu thôi nha mấy chị. Em còn một bộ đùi riêu thôi nha. Bộ đang mặc còn nha. Em còn một bộ đùi riêu. Lên em một bộ đùi riêu nữa nha mấy chị. Đùi riêu sale 9 nữa là hết. Em còn một bộ đùi riêu sale 9 nữa là hết nè. Đùi riêu xeo chín nữa là hết nha. Em còn một con khóc manto siêu đỉnh luôn mấy chị. Manto xịn sò luôn. Rồi em xeo 120 ngàn. Bữa có hai canh nước giặt cho em không? Có nước giặt mà. Em không lấy đùi nâu. Đùi nâu mày chốt cho ai vậy? Một canh nước giặt màu tím cho Phương Lương. Đùi nâu chị chốt ai? Chị có chốt cho ai đâu. Ta thấy mày cầm bộ đùi nâu mà. Ừ. Mày Phong Thu Anh để em chốt nó bộ gì? Đùi nâu. Nó kêu nó không chốt đùi nâu. Nó không lấy đùi nâu. Mà nó không mình là đùi gì? Đùi nâu luôn. Sao không mình đùi nâu mà em không lấy đùi nâu? Em chốt là đùi cam là sao? Nè. Em không mình đùi nâu mà Thu Anh ơi.
xả đi. Sao lại chốt lộn á chị, chữ đuôi với lại chữ lửa nó hoàn toàn khác nhau mà sao lộn nghe được á chị. Từ từ chốt nha mấy chị, bình tĩnh từ từ. Mấy chị chậm chạp từ từ chốt, đừng có chốt rối nữa là nó rối theo nha. Bộ mã 1 cho Phương Lê nè. Đây có kìa. Mã 1 cho Phương Lê. Ừ. Em còn bộ đùi nâu nha. Rồi manto cho chị Thành Nguyễn. Mấy sấy là sale 9.000 nha mấy chị. Rồi còn một bộ riêu cho em Ánh Nghiệp nha. Bộ riêu cho Ánh Nghiệp. Từ từ chốt mấy chị, đừng có lặp đặt. Rồi lộn, chữ đuôi với chữ lỡ nó khác nhau hoàn toàn mà mình đổi với sao lộn được, cái đó đâu gọi là lộn. Rồi em còn một đôi giày cưng giả mang. Đôi giày này size của nó là size 22 nha. Con chị nào mang vừa size 22 chốt. Nó tạo lấy 139.000 hàng Quảng Châu nha mấy chị. 139.000 chốt cho em mã size 22. Mã 139 cũng cho em nha. Size 22 à. Size 22 139. Mã size là mã nào chị? Không có. Đùi qua rồi, bỏ qua. Đùi riêu. Hết đùi riêu rồi. Chốt chị chốt xem hả? Rồi mã 139 có quần tay nha mấy chị. Rồi có quần riêng này siêu đẹp luôn. Mã 102. 102 size 2 xéo giùm em nha mấy chị. Tương đương với size S á. Nè. Lưng siêu cao giùm em, gài qua như thế này nha. Rồi 109.000 cho em. Mã này chốt cho em mã 102 109k. Không mình giá vô luôn nha mấy chị yêu ơi. 102 109.000. 102 109. Lên cho em mã 102. Chốt mấy sấy kèm đơn quần áo để em ship đơn luôn nha mấy chị ơi. Mấy sấy kèm số điện thoại lên giùm em nha. Mấy sấy cho Lê Hồng Phương nè, kèm số điện thoại nè. Rồi con này size L, ống suông size L nha. Ống suông này là ống suông chính thức nha mấy chị. Đó, con ống suông này tậu lắm nè. Rồi lên em mã ống suông, hàng co giãn siêu đẹp luôn. Rồi lên cho em mã ống suông 109 size L nha. Ống suông 109 size L. Ống suông 109 size L. Quần tay như nhảy. Lên em mã ống suông 109 size L. Rồi con này lên cho em mã số 44 size L. Mã 44 size L giùm em nha. 44 size L. Nè, đã không mấy chị ơi. Rồi 99.000 size L tương đương với con này 55kg quay đầu giùm em nha. Đó, rồi chốt cho em mã này mã số 44 109. Quanh 99k. Mã 44 99k. Nhớ kèm giá nha mấy chị. Em like một kẹp mà em đã bị rối giá rồi, mấy chị phải kèm giá vô. Bỏ áo khóc rồi chị la kèm. Nên mấy chị phải kèm giá vô giùm Hương nha. Rồi em còn một bộ lỷ nam. Ủa? Bộ lỷ nam đây ở đâu đây? Nó bên đây nè. Nè. Ừ. Chị đang lô nào ta? Em còn một bộ lỷ nam nha mấy chị. Dạ này có bộ lỷ nam. Chắc chồng thì ông bắt với chị không biết. Sai này chắc anh mặc cũng nhiều rồi đúng. Một canh nước giặt kia cho em lên thì Hồng Phượng. Rồi lên em con này con bộ nỉ nam nha. Bộ nỉ nam 8 chọc luôn. Lên em bộ nỉ nam 8 chọc. Con này chị nỉ nam này chắc ta xa tầm 65kg quay đầu mấy chị. Mã 44 size L kèm giá lên chị Lê Phương ơi. Kèm giá, tất cả kèm giá lên mấy chị. 1.9 kèm giá lên nha. Còn nước giặt nha, đồ thương năng mặc vẫn còn. Kèm giá lên nha mấy chị. Ai có giá thương chốt nỉ nam 80 cho Trang Hồ. Rồi nỉ nam 80. Lên em mẹ nỉ nam 80 kèm giá lên thương chốt đơn nha mấy chị. Kèm giá nữa nè. Chị Phương Lê chốt kèm giá em yên phiếu nha chị ơi. Rồi mã 11 size M. Mã 11 size M giùm em nha. 109.000 siêu co giãn nè. Đó, phôm này tầm 52kg quay đầu thôi giùm em nha. Kèm giá nè mấy chị, mình chốt trước mà không có giá là cũng không được nên mấy chị kèm giá giùm thương nha. Ống suông được không chị? Ừ. Ống suông 1.9 cho liền bùi. Rồi mã 11 kèm giá cho để mình nhận hàng nó mấy chị kẹo lại tiền rồi cho nó khốt á. Em hết bộ mỹ nam mà bi liễu nó kẹo tiền nó kẹo rặt lắc này với cong mắt leo. Rồi mã 11 size M. Size nhiều quá mấy chị cũng khó chịu nữa nên mấy chị nhớ kèm giá giùm thương nha. Em la liễu có làm đơn á mấy chị. Nó giá nó không có đếm được. Rồi mã 11 size L giùm em nha mấy chị, 1.9. Mã 11 size M, 11 size M, form 52kg quay đầu. Chốt em okay, mã 11. Chị Bích Phương. Nước giặt là sale lên ngắn canh chị Lê Hồng Phương nha. Rồi mã 11 giùm em nha. Mã 44L 99 ngàn chị Phương Lê. Ủa, có 1.9 không? 299 á. Dính không? Còn là 99. Ok, chúc chị Phương Lê mã 44 nha chị yêu. Rồi dạ, mã chưa đây chị Hồng Phương Lê. Mã số 5 size S. Con này có rách nha, chị là mặc rách được đưa em 50.000 về mặc rách chơi nè. Đó. Rồi lên cho em con này mã 5 size S, 52kg quay đầu. Chốt em mã số 5 50k, mã 5 50k. Mã 5 50k.
bán 50k. Bộ em đang mặc còn nha mấy chị ơi. Chị hỏi giá của mẫu nào chị Thái Thị Thu Hà ơi. Bán 50k cho em nha. Mã 550k. Bộ em đang mặc vẫn còn. Mã 550k. Mã 550k cho Bùi Thị Hạ. Mã 550k. Bộ em đang mặc có bộ lỡ nè mấy chị yêu ơi. Cô Hồ bị dễ thương á. À ok chị Suy nha. Rồi bộ lỡ 79.000 cho em nha. Ủa cái này là nó về trong đô lỡ hay đô dài vậy liệu? Nó nằm trong cái đống luôn nè. Đó. Bộ đây hả? Đô luôn hả? Ừ. Nhiều không vậy ta? Ừ, nhiều không vậy? Ờ. Nó gửi một ly lỏng luôn à. Dạ. Nước dẹt. Ok chị Lê Hồng Phương nha. Mà anh em hết nha mọi người ơi. Bộ lỡ 89.000 nha mấy chị. Bộ lỡ 89.000 nha. Để chị một giá đi. Hả? Để chị một giá đi. Một giá là sao? Chứ chị không biết đi. Nó về một giá này mà chị do nó nằm trong những cái lô lỡ nữa. Chị không biết là nó tính trong cái lô nào do em xếp hàng á. Rồi lên cho em bộ lỡ nha, bộ lỡ 60kg quay đầu. Bộ lỡ 89.000, lên em bộ lỡ 89 nha. Bộ lỡ 89. Bộ lỡ 89. Lên em bộ lỡ 89 nha mấy chị. Bộ lỡ 89 tròn nó đẹp. Bộ này mấy chị ơi, đẹp giả man. Rồi bộ lỡ đen 89 cho em nha. Lỡ đen 89. Nước giặt 65.000 nha chị ơi. Rồi lỡ đen 89 giùm em nha. Lỡ đen 89. Trời đẹp lắm, lỡ đen 89 nha. Em có lỡ đen nè. Lỡ đen 89. Ok chị Phương. Rồi lỡ xanh 89, đẹp dã man luôn mấy chị yêu. Rồi lỡ xanh 89 cho em nha. Bộ dài 99, bộ lỡ 89 nha mấy chị. Nó về cùng một giá mấy chứ. Làm sừng bồ cua ấy. Không, ta không có dính như mấy cờ bạc đâu. Công dân lương thiện mà. Bộ đang mặc 99.000 nè mấy chị ơi. Rồi lỡ hồng 89 giùm em nha. Lên em mã lỡ hồng 89. Đẹp ghê mấy chị, mặc lên bao xinh luôn. Chị Phan Thảo hỏi chị vừa không? Rồi lỡ hồng 89, lỡ hồng 89. Em mặc ra rồi chị coi nha vậy. Nhiều khi cái ngọt rồi của chị em không đón được. Rồi chốt cho em mã này mã lỡ hồng 89 nha. Lỡ hồng 89. Vỏ gối là em bán luôn một set nha chị ơi. Xéo cái là 89.000 cho chị Hân nha. Bộ đang mặc chị Phương Thảo. Là hết bộ đang mặc mèo đó mặc chút qua mặc rồi hết bộ đang mặc nha. Em sẽ mặc cái mẫu bộ lỏng cho mấy chị xem, bộ lỏng đẹp quá. Đưa cái áo bờ ra để của chị xem. Bộ đang mặc hết nha mọi người, để bộ qua mẫu khác cho mèo khác nha. Bộ đang mặc nó có mèo khác. Để em xếp cái loại quần đùi nào nữa. Quần đùi gì? Đùi để bán. Đùi để bán hả? Chị mặc để chị thay đồ. Mấy cái đó xe nhỏ không mà chị mặc chị vô? Xe S nha mày. Chị mới có xe S nè con. Bộ lỏng mặc tậu lắm mấy chị yêu ơi. Chốt qua bộ khác chị Hồng Thải nha. Lên mèo khác luôn. Rồi ok mấy chị. Đang rồi chờ khác xíu đây. Mèo khác. Đồ bộ nhiều mèo đẹp lắm. Bắt mèo xuất sắc luôn á. Rồi bộ lẫn thương mặt nha. Ngày nay chốt bộ lẫn lên em bộ lẫn nè. Bộ lẫn này thoải mái hơn nè. Rồi ai chốt bộ lẫn lên em bộ lẫn siêu tậu. Bộ lẫn là 79.000. À bộ lẫn là 89.000 nha mấy chị. Lẫn hồng nha. Lẫn thương đang mặt là chốt em mã lẫn hồng nha. Khôn bộ lẫn thương mặt nha. Lên em mã lẫn hồng. Rồi em có lẫn đỏ nè. Trời cái mèo đỏ này đẹp quá mấy chị. Đỏ bên ngoài rất là đẹp. Nó đỏ hồng á. Đỏ hồng đẹp lắm. Rồi lên em bộ lửng đỏ nè, lên em bộ lửng đỏ nè. Em có lửng hồng, lửng đỏ, lửng xanh nè. Lửng hồng, lửng đỏ, lửng xanh. Trời ơi chắc nó đẹp giả meo luôn. Rồi chốt em mã hoạt hình nè, chốt em mã hoạt hình nha. Chốt em mã hoạt hình nè. Rồi chốt em mã xanh cốm nè. Chốt em mã xanh cốm nè, 89.000. Rồi lên em bộ này bộ xanh cốm nè. Đó, dễ thương không? Xanh cốm, xanh cốm. Mua mấy size không, không có ship mấy chị ơi. Xanh cốm. Mấy size mà được rồi, không bị mốt hộp nữa. Sao nhớ. Còn chuyển đây nó mốt hộp. Wow, con đẹp gấp, mình gấp quá. Con đẹp quá, bị đẹp gấp mất tiêu rồi. Giặt mở ra cái gì đâu. Giặt ra không. Chết chết thì bụi cái gì đâu. Bụi mà. Rồi cái quần này nó đẹp quá mà do tôi xếp tôi để mấy chị chắc là bụi.
Dè dặt chắc là bụi nó ra nha. Rồi, lên cho em mã 80k, mã 105 size 27 80k nha. 105 size 27 80.000. 105 size 27 80 nha. 105 size 27 80. Lên cho em mã 105 size 27 80. Một khẩu trang. Ok, chị thấy thì Thu Hà nha. Máy bộ lẫn thương mặt rất là đẹp luôn á chị yêu. Bộ lẫn thương mặt quá đẹp luôn. Lẫn hộp hình. Ở đây không kịp. Lẫn hộp hình 89 cho chị Bích Trâm nha. Bộ lẫn thương ra mặt rất là tinh. Rồi con quần riêng này form chạy đeo mặt là 60-62kg quay đầu nha. Rồi bộ con quần này nó có bo ống đẹp lắm nha. Quần này em 80.000 đó. Đẹp lắm. Rồi 101 con quần này nha mấy chị. Bộ này là một cái quần này là 101 em còn một đĩa nem 80.000 cho chị Bích Cơ. Hôm bữa em bán 129.000 còn mấy con này nữa thôi 101. Rồi 110.000 chốt cho em mã 27 nha. Chốt em mã 27 110.000 con này có bo ống nha mấy chị. Con này có bo ống nha, 110.000. 110.000 con này có bo ống, 110.000. Lửng xanh cốm. Rồi mã 433. Lửng xanh cốm cho chị Thúy Hồ nha. 433 size M 99.000 cho em. Mang một điểm em hết rồi chị Mỹ Phẩm. Con này không co giãn nha mấy chị, con này không co giãn nha. Rồi lên em mã 433. Lên em mã 433 con này không co giãn nha. Mã 433 99.000 co giãn nhẹ. 433. Lên cho em mã 433. Mã 433. Rồi em còn mã 168 size S. 168 size S. Đôi giày của chị Tiên Thi. Tại sao? Tiên Thi chút giày hả? Không phải, bữa chưa lên gỡ đẩu cho nó quên chà nó đẩu size 33. Mà cứ quên miết. Rồi 168 size S. Lên cho em mã 168 size S xéo chọc nha mấy chị. 168 size S xéo 10.000 giùm em nha. Xéo 10.000 mã 168 xéo 10k. 168 xéo 10k. 168 xéo 10k. Size đó 50kg quay đầu 40-55kg. Rồi mã xéo 20 size 27. Xéo 20 size 27. Form này 52kg quay đầu nha. Xéo 20 xéo 10.000 luôn. Chốt em mã xéo 20 xéo 10.000. Chốt em mã xéo 20 xéo 10.000. Rồi con này chốt cho em mã xéo 30 size L. Xéo 30 size L 60.000 luôn. Xéo 30 size L 60k. Bộ dài 99. Mã xéo 30. Bộ dài 99 mèo đó em hết rồi, em khác còn rồi. Mèo khác. 168 xéo 10.000. 168 xéo 10k chị Bích Trâm. Bộ dài em còn mèo này nha. Mèo riêu. Bộ dài em còn mèo riêu nè. Mèo da màu đen. Rồi bộ dài riêu 99.000 giùm em, giống bộ để em mặc mà mèo riêu nha. Bộ dài em còn mèo riêu nha, 99.000, đẹp ghê mấy chị. Rồi dài riêu giùm em nha, lên em mã dài riêu 99.000. Lên em mã dài riêu 99k nè. Em còn dài riêu nè, em còn dài đỏ nè. Có phao nha mọi người ơi, có riêu ôm luôn cho chị Nguyễn Sương ơi. Dài riêu 99 nè. Rồi em còn dài đỏ, dài hồng. Dài hồng 99 nè. Dài hồng 99. Lên em mã dài hồng 99 nè. Dài riêu 99 cho La Thị Phúc. Kèm giá lên nha mấy chị. Rồi dài nâu. Bộ đao mày có giá là 89.000 nha mọi người. Dài nâu 99. Lên em mã dài nâu 99. Dài nâu 99. Lên em mã dài nâu 99. Xếp 30 kèm giá vô mọi người ơi, chị Nguyễn An ơi. Chốt kèm giá vô chị ơi. Dài nâu 99. Xếp 30 xíu chục. Xa 60kg quay đầu giùm em nha mấy chị. Cái bộ này. Chốt em mã 3D đi. Lên em mã 3D 99 nha. Lên em mã 3D. 3D 99. Lên em mã 3D 99 nha mấy chị. 3D 99. Xa 60kg quay đầu. Dài riêu chốt chị Phan Thảo. Ủa cái quần nó tậu chứ. Này có thêm nữa chị ơi. Xéo 9.000 mã xéo 32. Xéo 32 size M nha mấy chị. Nó bán size L nha, em biết form là của size M thôi. 55kg quay đầu giùm em nha. Rồi xéo 9.000 mã xéo 32 xéo 19k. Xéo 32 xéo 19k. Quần xéo không? Xéo 30 nha mọi người ơi. Mã không nói chính xác là mã xéo 30. Xéo 10.000 nha mọi người. Xéo 30 nha Ngọc Hòa. Dạ. Chị Phan Trâm chốt bộ 3D lên thông tin số điện thoại giùm em nha chị yêu ơi. Dài 99 mèo nâu.
Ok chị Thúy Hồ. Sale 3 size L, sale 9 ngàn. Ok chị Thúy Hồ nè. Ok chị Phan Trâm nè. Sale 3 size L. Mã sale 3 size L, sale 10 ngàn. Okay, mã sale 3 size L, sale 10 ngàn nha. Mã sale 3 size L, sale 10k. Mã sale 3 size L. Lên cho em mã sale 3 size L. Lên em mã sale 3 size L. Dạ có nha mọi người ơi. Áo khoác dù còn sót một con màu hồng. Cho em coi lại mã size 30. Dù hôm qua còn sót là con màu hồng của chị gì ở đâu hồi xưa nó chốt là ba cái mà nghi của bọn lép nghi tiếng nó kêu à. Hai cái vú dày, bụng dày, to vậy cũng phải gấp 3 lần em nhập lại mà em mặc cái áo lên vậy mà chốt lần 3-4 cái chắc chốt lên mặc thử hay sao mấy chị. Hay hả? Rồi lên mặc thử hợp không vừa cái nào. Đẹp gì hết luôn, ba cái. Nhìn cái tướng mình là biết chứ. Phải ở lợt sơ với em hàng tính như phải 3 người như em nhập lại. Chồng cho em hoàng sale á. Đây, mã này là xéo 30 nè. Mã này là xéo 30 nè mấy chị. Này là xéo 30 nha, xéo 10 ngàn. Xéo 30. Xéo 30. Đây, khóc dù em còn một con mèo hồng 79 ngàn nè. Em còn một con mèo hồng 79 ngàn. Áo này hôm bữa em có khóc mẫu luôn. Mà gấp 3, em, gấp 3 lần em mà chốt chi. Mà em cũng đã nói rồi. Chú thấy mấy cái vậy lên mặt thử hay sao? Dạ ok chị Phúc. Rồi em còn một con khóc dù nè. Khóc dù 79 nha, em còn một con dù hồng thôi nha. Đó. Mặt đồ bộ nhìn giống hồng được, máu đĩ dậy quá. Khóc dù chú Bích Vân Trần. Máu đĩ dậy mặt đồ bộ chứ đưa cái áo khóc diễn da quá. Diễn da đồ. Áo dù còn sót có một con nè, còn kaki là 1.9 nha mấy chị. Các cây trời ơi, nói mấy chị ồ hiếm thấy mấy có con mà tím nè. Rồi 60 tính quay đầu con khóc tím giùm em nha. Em mới khóc dùng nha mấy chị lắm. Rồi 109 ngàn hàng kaki siêu xịn giùm em nha. Rồi chốt cho em mã khóc tím nè. Khóc tím đình đám luôn, thiêu hết giùm em nha. 109 lên em mã khóc tím. Khóc tím 109 giùm em nha. Khóc tím 109. Comment giá giùm em nha mấy chị ơi. Rồi cái này là khóc hồng. Có hồng ngủ nó có tai nha. Chị là có con 35-40kg rồi mua cho nó mắc luôn nha mấy chị yêu. Đó. Rồi đẹp lắm nha. Xéo 30 chú chị. Rồi tới 60kg quay đầu dùm em nha. Lên em mèo hồng đậm. Lên cho em mã hồng đậm 109 dùm em nha. Thiệt đó khó 109 ngàn. Mấy chị nhận hàng hết rồi. Mấy chị biết nó đẹp giả mang luôn nè. Rồi lên cho em mã này mã hồng đậm 109 nè. Hồng đậm 109. Lên em chị bảo thì lúc chốt lại mà khóc tím kèm giá đi chị yêu ơi. Hồng đậm 109. Ni cự gì. Hồng đậm 109. Rồi hồng đậm em có mèo vàng hồng bò. Hồng đậm chốt chị yêu tiết nghiễn nè. Vàng bò 109 nữa nè. Lên em mèo vàng bò 109 nó đẹp lắm. Em nói thật sự cái hàng kaki rất là đẹp luôn. Vàng bò 109 nè. Em mới hồng đậm nha mọi người. Vàng bò 109. Khóc tím nè chị yêu bỏ thì đứt nè. Lên em mèo vàng bò 109. Bộ em có cái mèo này cũng rất là xinh nè. Bộ em có bộ mèo này cũng rất là xinh. Rồi để em lên cái bảng mèo cho mấy chị xem nha. Bảng mèo của gì? Pyjama để lên lượt từng bộ từng bộ. À để em lên bảng mèo pyjama cho nhiều bộ đẹp lắm. Vàng bò em chú chịu tiếp nghiễn nè. Pyjama mẫu này đẹp lắm mấy chị ơi. Tay nó phòng xinh lắm á. Mẫu mới luôn á. Áo bra treo tường gương mặt nè mấy chị. Ở phía sau nó cũng rất là đẹp luôn á. Vàng bò thì tiếp nhiều. Rồi bộ em đang mặc là bộ nâu nha, 99 ngàn. Ai chốt bộ nâu? Chờ chị xíu nha Hồng Sinh ơi. Chốt từ từ chị lên cho nó có nhiều mèo đấy. Chị la xem chỉ vô cho khách là đỡ ngán á. Quần đang có chưa em? Quần ring hả? Đang phì. Bộ em đang mặc là bộ nâu nha. Em hết cái khóc vàng bò để xíu em lên bảo mày cho mấy chị chốt tiếp nè. Bộ nâu nha mấy chị. Ai chốt bộ nâu lên em bộ nâu. 60kg quay đầu. Quần nó có túi lắm nha mấy chị. Rồi đây. Áo này là lên cho em mèo đắt đi. Mèo đắt nha mấy chị. 60kg quay đầu giùm em nha. 40-60kg là mấy chị chốt đơn giùm em nha. Lên em bộ áo nâu. Mã nâu giùm em nha. 109 nha. Mã nâu 109. Mã nâu 109. Bộ em đang mặc là bộ nâu 99. Rồi khóc vàng phối. Vàng phối cho em nè. Lên em mã vàng phối. Vàng phối nha mấy chị 109. Lên em mã vàng phối đẹp lắm. Toàn bộ là nó thiêu hết.
nên em mã vàng phối 1.9 này, vàng phối 1.9. Áo bra ngắn chị có màu đen nghe ơi, màu đen là tay một cái để em có bra ngắn màu đen nha em, nó đen kiểu bảng và đen kiểu dây, chỉ có hai loại nha, bra đen này có đen, đây là đen bảng giùm em nha mấy chị, lên em mã đen bảng nha, đen bảng lên em mã đen bảng, lên em mã đen bảng, đen bảng với lại đen dây. Bra em có khung ngắn đó nha, đen bảng và đen dây. Ai chốt đen bảng lên đen bảng, ai chốt đen dây lên em đen dây nha. Rồi em tiếp tục thêm mẫu mèo pyjama cho mấy chị nha. Ai chốt bộ nâu lên em bộ nâu. Cái vòng phối 109 cho chị Hình Vinh. Các bạn bộ nó sau rồi lên bản mèo cho nhanh cho em. Em đắt em chốt cho chị Yêu Phương Lương. À còn bộ nữa. Em mặc chút em bộ chữ nha. Bộ chữ chín chín. Nên em bộ chữ chín chín. Cho em gì đó. Có tiền không? Không biết. Thế. Dạ. Mơ nha. Máy không? Dạ. Bộ em đang mặc là bộ chữ nha mấy chị. Ai chốt bộ chữ lên em bộ chữ nha. Ai chốt bộ chữ lên em bộ chữ. Áo bra 45.000 á Kim Long Mai ơi, 45.000. Rồi em có hồng phối nha mấy chị, đẹp dã man luôn nè. Lên em mã hồng phối nha, 109.000. Lên em mã hồng phối nha. Đây là ta chịu bấm vô. Ừ. Cũng hơn. Hồng phối. Lên em mã hồng phối. Rồi xanh cốm nè mấy chị, còn sót hiếm lấy cái còn là xanh cốm nè. Rồi lên em mã xanh cốm. Lên em mã xanh cốm 1.9 nha. Bộ chữ 99 cho chị Yêu Hồng Sinh. Hồng phối 1.9 cho Nguyễn Quanh. Rồi áp đánh 1.9 giùm em nha mấy chị. Con cái này tạo lên mấy chị ơi. Đó, ai có con tầm 40 đồ cho choi rồi mua cho nó luôn nha mấy chị yêu không. Rồi chốt em mã áp đánh nha. Áp đánh 1.9. Đen trắng 1.9. Để mình một đen bản nha Phương. Đen bản thì ta đảm bự nè. Rồi lên em mã tím phối nha. Ok chị Kim Long. Lên em mã tím phối 99. Lên em quần tôi 99 1.9. Lên em mã tím phối 1.9 nha. Tím phối 1.9. Lên em tím phối 1.9. Rồi đen nè. Lên em mã đen nha. Đen 1.9. Lên em mã đen 1.9. Đen 1.9. Đem 1.9. Rồi đỏ không mũ. Một cặp gối xéo bộ gối cho chị Yêu Tiếp Bùi Thị. Đỏ xanh không mũ cho lém lém lúc. Đỏ không mũ 1.9. Lên em mẹ đỏ không mũ 1.9. Đỏ không mũ 1.9. Đỏ không mũ 1.9. Em còn một cái chân váy dài không coi giãn nha mấy chị. Đem 1.9 cho Phương Lương. Mã 387 40.000 nha. Chân váy dài không coi giãn có rách nha. Rồi 40.000 lên cho em mã 387 40k. 387 40k cm. 387 40k cm. 387 40.000 cm. Rồi lên cho em mã này mã số 29, size 29 luôn nha mấy chị, không coi giãn 70.000 giùm em nha. Con này không coi giãn nha. Size 55 kg quay đầu không coi giãn, size 55 kg quay đầu nha. Rồi lên cho em mã số 29. Mã 29 không coi giãn. Ê cái con tím phối nó bị lắm rồi. Cái con tím phối nó bị lắm mấy chị. Em nghe chị Thuy Lê ơi. Cái con tím phối nó bị lắm nha. Lắm về mấy chị dẹt giùm em nha. Xe 70 nha mấy chị. Về dẹt giùm Hương nha. Mã lắm 70. Mã lắm 70 nha. Mã lắm 70. Mã 29. Kèm giá đó chị Mỹ Phẩm ơi. Mã lắm 70 nha mấy chị. Nhạc nhảy luôn em Finger Bell rồi đó hết trơn rồi. Cho vui nhà vui cửa luôn kia. Quần chip 1.9 cho chị vậy. Phương Lương luôn nè. Hay là do chị thêm gì không? Mới bỏ hai cái chứ. Ai? Chị Thuy Lê á. Sao bỏ chị hai mấy sấy hả? Chị có thêm gì không? Mã 29 giá sao?
Bao nhiêu chị giá? Mã 29 hồi nãy nó 70 ngàn đó. Mã 29 70 có chị Mỹ Phẩm ơi. Cái lắm 70 cho chị Hữu Công Danh. Cái tiếng phong chị. Chị mới nhặt nước ngoài hả? Xin cứ beo nước ngoài. Sao nó chị đâu? Sao nó nhị nha nó vậy? Hết vậy. 70. Đây, quần con này rất ác chín vậy là chứ. Mã 29 70 cho chị yêu Mỹ Phẩm. Con này không mình mã rất 20 nha mấy chị. Trang rất ác chín vậy là chứ. Rất 20 nha, size L, rất 20. Rất 20. Nhẹ hiên xíu. Rất 20. Rồi 109 nha, size M. Chốt em mã đen size M 109 nha. Ô con mặc đẹp lắm. Ôm nè, đen size M 109 giùm em nha mấy chị. Đen size M 109 nha. Đen size M 109. Rất 20 cho Kim Long Mai. Đen cho em mã đen size L 109. Đen size L 109. Mạnh lắm em hết rồi nha mấy chị yêu. Rồi bộ này bộ 7 tắc giùm em nè. Bộ này bộ 7 tắc đẹp lắm. Nhưng mà 60 tới 62 kg mấy chị hãy chốt nha, 58 tới 62 kg. Nè, đó. Đen mới nha mấy chị. 119 size L. Quần 7 tắc nha, bộ cái này, vàng. Cái này size M chị Hồng giỏi ơi. Bộ vàng 79 ngàn giùm em nha mấy chị. Bộ vàng 79 ngàn. Quên nó lộn. Nghe bộ vàng xéo chốt lên thông tin số điện thoại nha. Bộ vàng xéo 9 nha mấy chị, chắc lụa đẹp lắm. Bộ vàng xéo có 9 ngàn, quần đó là quần 7 tắc nha mấy chị, không phải lỡ nha, 7 tắc luôn á. Rồi bộ vàng xéo 9 giùm em nha. Đơn gửi hết rồi mấy chị, trời chỉ là trưa hôm qua là em chưa gửi thôi. Chứ còn lại em gửi hết rồi mọi người ơi. Rồi bộ vàng, lên em bộ vàng xéo 9. Rồi bộ hoa xanh siêu dễ thương luôn. 40 tới 55kg mấy chị chốt bộ hoa xanh này nha mấy chị, cưng lắm. Rồi quần lỡ này xéo 9 ngàn, lên em bộ hoa xanh, đẹp lắm. Bộ hoa xanh hai kẹp gối cho chị yêu Phương Lương. Rồi lên em bộ hoa xanh. Bộ hoa xanh nhìn hương nha mấy chị, xéo 9 ngàn, 55kg quay đầu. Bộ hoa xanh rất 20 hết nha mọi người. Rồi bộ da, lên em bộ da. Bộ da dễ thương lắm. Ok, ngọc trần đi luôn. Rồi lên em bộ da xéo 9 nha. Bộ da xéo 9. Bộ hoa da xéo 9. Bộ hoa da xéo 9. Lên em bộ hoa da xéo 9. Mấy cái mùi gì vậy? Kèm giá giùm em mấy chị. Và xéo 9 cho Nghĩa Minh nha. Bộ con ống suông size M 109 ngàn cho em nha, đẹp lắm. Rồi lên cho em mã 29 size M. Hoa xanh xéo 9 cho Phương Lương. Mã 29 109 ngàn giùm thương nha mấy chị. Mã 29. Lên cho em mã 29. Áo gỗ là 89 ngàn xéo cái nha mọi người. Là 3 kẹp á. Chắc da rồi, tiểu lắm hả? Chặt ra hả? Cái chặt ra. Chắc da rồi. Chắc do thân xếp nên bụi nó bám theo cái đường này nè mấy chị. Rồi xeo, xeo lỗ mấy chị 9 chọc nha. Hoa da xeo 9 cho Nhung Võ. Mã lắm 9 mơ nha mấy chị. Mã lắm 9 mơ do xếp nè nè mấy chị. Like xem cái xếp nè, cái thương không bo bị á. Xếp nè nè, cái bụi á. Rồi mã lắm 9 chọc. Thử thấy mùi gì không? Biết. Nhiều khi với con dán rồi. Xeo bộ đồ mày đặt thầm. Bộ da em hết cho mọi người ơi. Ok, tiếp Bùi Thụy nha. Hầu quay quay mới quay quay quay. Lắm 90 ngàn cho Ngọc Trần Lê nè. Rồi con này nó rách nha mấy chị. Mã 21 size L. Size này 58 xếp 10kg nè. Nó rách hai bên. Vậy mấy chị cắt làm ngố luôn. 50 giùm em nha. Lên đây mã rách 50. Mã rách 50. Hello Thu Thuận nha. Lên đây mã rách 50. Mã rách 50. Rồi bộ hoa đen cho em nha mấy chị. 60kg quay đầu 79 nha. Mã rách Nemo cho Kim Long Mai. Rồi lên em bộ đen nha. Lên em bộ đen 79 nha. Bộ này u mì đẹp lắm. Bộ đen 79 nha. 60kg quay đầu nhìn thương nha. 60-62kg quay đầu. Rồi lên em bộ đen. Lên em bộ đen nha. Bộ đen. Bộ đen 79. Bộ đen 79. Bộ này dễ thương chưa? Xeo 9 ngàn.
lên cho em bộ bộ sẹp da đi, cái này cái nơ nha mấy chị, thích thì để em thích cho mấy chị tháo ra. Rồi chỗ em bộ da xéo 9 nha, lên em bộ da xéo 9, xéo 1 ký quay đầu, hầm 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 tới 60 lên phun tầm 58 ký, bộ da xéo 9. Rồi lên em bộ riêu 69, 60 ký quay đầu nè. Nếu có một cái là vẫn còn giữ đơn nha mấy chị. Nên em bộ riêu xéo 9, bộ riêu xéo 9. Có chị Nguyễn Trần giá hăng, mỹ phẩm. Ok chị, sẹp da cho mỹ phẩm xéo 9. Bộ riêu xéo 9. Rồi bộ sẹp hồng xéo 9. Rồi bộ sẹp hồng xéo 9 giùm em nha. Nên em bộ sẹp hồng xéo 9. Riêu xéo 9 cho du sinh. Bộ sẹp hồng xéo 9. Sẹp hồng xéo 9. Rồi em có một bộ sọc đỏ xéo 9 luôn. Rồi bộ sọc đỏ đẹp lắm mấy chị ơi, áo không đủ tiền rồi. Rồi 60, 62 về mặt vô tư. Rồi bộ sọc đỏ xéo 9 luôn, khá đẹp nha. Sọc đỏ xéo 9. Tên em mã sọc đỏ xéo 9. Chưa chị Kiều nha, chị chốt thêm hàng đi. Sọc đỏ xéo 9 thêm nè. Rồi bộ chữ, bộ chữ nó là quần 7 tấc nha. Bộ chữ nó là quần 7 tấc, size 60, 62. À chị mỹ phẩm hồi bữa hình như chị hỏi mấy cái quần u mì size 75kg vừa không đúng không? Em mới về mấy size đại á, chị lấy không? Quần u mì á, size 75 luôn á. Sẹp đỏ xeo 9 thì chị thu thôi. Rồi bộ đỏ chữ xeo 9 giùm em nha. Đỏ chữ xeo 9. Đỏ chữ xeo 9 quần 7 tấc cho mấy chị 60, 62kg quay đầu. Chị xem lại gì chị ơi, chị xem lại mã mã ba chốt người bộ hoa xanh đẹp với gốc là để chị like chưa, tôi đưa lại bộ hoa xanh, hoa xanh có hai bộ. Rồi lên giùm em bộ sọc đỏ giùm em nha. Nên em bộ sọc đỏ này. Sọc đỏ có xíu mừng hả? Sọc đỏ đẹp chưa? Xeo 9 chứ. Ừ. Chị thương bùi chút nhầm giá thôi. Bộ sọc đỏ đây nè. Rồi Thu Thuận lấy thì ok. Phong là phong rộng nha. Áo là phong rộng nha. Áo là phong rộng nha mấy chị. Sọc đỏ đây mẹ, sọc đỏ. Cái này kia là bộ chữ phong chị? Bộ chữ. Bộ chữ xeo 9 cho Nguyễn Minh Nhiên. Bộ hoa xanh, bộ hoa xanh cho Thương Nguyễn. Rồi còn mấy cái hoodie mèo hồng biết xem mấy chị 49 ngàn luôn. Ok Thu Thuận đẹp lắm. Con này nam nữ đều mang được giùm em nha. Hồng 49. Chuẩn bị nó lạnh vô nè mấy chị, không khí lạnh luôn nè. Rồi hồng 49 giùm em nha. Nên em mã hồng 49. Hồng 49 em còn 3 con. Nam 65kg mặc vừa luôn giùm em nha. Nam 65kg mặc vừa luôn giùm em. Áo hồng 49. Rồi, mã 139 size 2 xéo. Con này không co giãn nha mấy chị, không co giãn size 55-58kg nha, 70.000 luôn. Chưa chị ơi. Không co giãn cho em nha. Mã 129. 129 70.000. Em còn bộ sẹp hồng nha mọi người. 139 70.000. 139 70.000. Đâu bữa chị Thuận được đợt trước là nhận là đầu á không? Ừ. Rồi con này không co giãn giùm em nha. 89.000, mã 354 size 10, dáng bikini size 10 không co giãn nha. Rồi 89.000 354, chốt em mã 354 89.000. 354 89.000. 354 89.000. Rồi sót lại một con liên giấy đẹp quá mấy chị ơi. Rồi mã 711 size 29. Chù con này mặc lên thâu hút hút năng hút bài luôn á. Xe bự không? Rồi 711 size 29, form này 55kg quay đầu giùm em nè, trời nó đẹp quá mấy chị ơi. 354 89.000 cho du sinh. 711 109 giùm em nha. 109. Hôm qua kêu để chụp hình rồi về mà quên mất. Chụp không em á. Thấy còn nhỏ á. Bạn ngăn đi. Ờ, chưa chụp hình. Chồng có chồng đi bị hấu như quỷ mày đẹp. 711 size 29 giùm em nè. 711 size 29. Mã 34 hết nha mấy chị yêu ơi. Mã này đúng đẹp luôn á. Mã 711 nha, 109. Đây nè, ba con này. Mã này đúng không? Không có. Rồi mã này 377 nha, 70.000 nè. 377 là không giảm giùm em nha mấy chị, 55kg quay đầu không giảm. Mã 711 để chiến cho Lê Trinh. Con này không giảm.
Rồi Linh Thu 129 em còn nè. Cái này Linh Thu 129 nha. Mã số 53 size M. Con này là 129 ngàn nha mấy chị. Mã 53 size M giùm em nha. Con này mã 53 size M. Mã 53 size M 129 ngàn nha. Con này 129. Rồi mã 53 size M. Mã 53 size M 129. Size M này 60kg mặc vô tư luôn nha mấy chị. Bộ ràng đỏ. Nó ràng đỏ hết không? Ràng đỏ hết rất em yêu không? Mã 53 size M kèm giá vô mấy chị ơi. À mã 53 size M là 129 nha. Rồi đây chị Yêu xin nè. Có ai mà lên like chốt hàng mà giữ hơn 1 tuần em gửi đi. À, rồi 2 tháng sale trả là do lý do là mặt không vừa không thích. Rồi nói kêu về tao bữa nay vừa nhắn tin cái trả nhắn số tài khoản luôn, chị trả tiền chị không nhắn chị trả đồ lại. Nhắn tin có câu nào tao nói tao bị của mày gắn đồ cho tao chưa? Tao chốt để tao xuống tao thử. Game. Em thấy người quá đáng. Nhiều người quá đáng. Cái đó mấy chị thấy là sao vậy? Em hết điều nói rồi. Từ hồi tháng 9 tới giờ mấy chị bây giờ gửi đồ lý do mà không thích. Mà chốt để một tuần. Mà từ lúc ở đâu trên Hòa Châu á, để xuống nhà mày thử. Xuống nhà mày thử. À, lũ em gửi lên. Cái kêu tao có nói câu nào mà biểu Ruby gửi lên cho tao chưa? À, người ta mua người ta có quyền xuống lấy. Mà hơn một tuần á liệu em? Hơn một tuần á. Để xuống mày thử. Trời ơi, không để. Có câu nào tao nói mày gửi cho tao chưa? Nên bây giờ 2 tháng tao phải. Hết mã 71 hồng với chị. Hết mã 53 luôn nha mọi. Rồi chốt em bộ hồng. Bộ hồng này 60kg quay đầu giùm em. Thì đầu tiên thấy làm gì chị? À. Rồi bộ hồng giùm em sale 9 ngàn. Bộ hồng bay ơn tạo lên bộ hồng sale 9. Bị gì á? Lúc trên Hoài Châu á mấy chị. Có câu nào tao nói mày gửi đồ cho tao chưa? Không, nói ra đây thấy ngại. Kệ bẻ đi, bẻ buôn bán mà. Bẻ buôn bán mà. À, sale rồi tự động gửi xuống 2 tháng. Từ tháng 9 luôn á, chốt từ hồi tháng 9. Tháng 12 gửi xuống. Rồi nhắn số tài khoản của em chuyển chọn trả. Em ghét em gửi đồ lên trả lại. Rồi lên cho em mã riêu. Thầy nói sao dễ đi. Nói tao có câu là tao nói tao gửi lên chưa. Em ghét em trả luôn. Em khỏi trả đồ. Chứ em nói thật với mấy chị á, em trả đồ em bán lại vẫn được. Nhưng mà tùy cái câu nói em ghét của em gửi đồ lên trả lại luôn. Rồi lên cho em mã riêu. Để tao xuống tao mặc thử. Ai muốn gửi lên. Tao đâu có biểu. Rồi lên cho em mã riêu. Áo hot tea riêu 4 chọc giùm em nha. Hot tea riêu 4 chọc. Bộ hồng cho em Quỳnh Nhân. Bộ hồng sẽ chiến cho Quỳnh Nhân. Một hộp khẩu trang cho chị Lê Trinh. Mà chị Lê Trinh chốt có khẩu trang lớn hay nhỏ hả chị? Khẩu trang lớn hay là nhỏ hả chị ơi? Riêu lên em bộ riêu. Nè xanh đậm nè tạo. Rồi lên em con xanh đậm 5 chọc luôn. Xanh đậm 5 chọc. Con này trai gái thì đều mặc được nha mấy chị. Hot đi nam á. Mặc đã lắm. Trai gái đều mặc được. 65kg quay đầu giùm em nè. Đó lên giùm em. Vậy đó cho rõ đi chị. Mở nhạc nhỏ. À mở nhạc nhỏ hay đầu mở nhạc nhỏ. Hot đi 4 chọc cho Kim Long Mai. Hot đi 4 chọc cho Kim Long Mai. Bộ lá này đẹp này mấy chị. Bộ lá đẹp này. Đẹp chưa? Đó lên em bộ lá. Bộ lá đẹp ghê mấy chị ơi. 7 tắt giùm em nha. Con này 7 tắt bộ lá số 9. Dạ ok chị. Bộ lá, ta đem bộ lá xeo chín. Bộ lá xeo chín này. Đó, đã chưa? Rồi lên em bộ lá xeo chín. Bộ này foam này bộ cái foam này mấy chị phải từ 55kg đổ lên nha. 55 tới tầm xeo 2kg á. Rồi bộ lá xeo chín. Bộ lá xeo chín. Riêu em hết nha mấy chị. Riêu em hết. Rồi bộ nâu cũng vậy nha mấy chị. Xeo chín nha. Cũng xa từ 55kg đổ lên nhìn Hương nha. Tới xéo 2kg. Bộ nâu. Đây nên bộ nâu. Xanh đậm là nem chọc quá chị ơi. Xanh đậm là nem chọc quá chị. Xanh đậm là 50 á. Ui trời. Bộ hồng. Bộ máy phóng. Có riêng khuôn chị. Rồi mã số 8 size 10 giùm em nha. Con này là 129 nha mấy chị. Con này 129. Hàng nãy bữa em la 129. Mã số 8 size M.
Mã size 18 size M 129 giùm em nha. Mã size 8 size M 129. Xanh đậm. Kèm giá giùm em cái chị. Hôm nay là 40 rồi. Xanh đậm 50 giùm em cái chị à. Ông Nhi ơi. Rồi mã 492 size 28. Mã 492 size 28 sale 9.000. 492 size 28. Đẹp không? 492 size 28. 492 size 28, 55kg quay đầu, sale 9.000. Mã 492. Lên em mã 492 nha, mã 492. Mã 492. Rồi mã 146 size S. Dạ hết rồi chị ơi. Một ăn sau quý sau có. 146. 146 size S giùm em nha mấy chị, form này dưới 50kg chốt giùm Hương nha. 40 tới 50kg thôi, nâng siêu cao. Rồi 60.000. Nên cho em mã này là mã 146 size S nha. 146 size S. Xanh đậm 50 cho Tú Nhi. Còn bộ thun nha. Ủa, riêng bạc không được ấy. Lá. Chị Quyên Lê, lá cho chị Quyên Lê. Lá cho chị Quyên Lê. Em còn bộ nâu nữa nha. Em còn bộ nâu nữa. Rồi một con ống suông không giãn giùm em nha. Giãn nhẹ, con ống suông này giãn nhẹ nha. Rồi con này 110.000 giùm em mã số 27 size L. Mã 27 size L 110. Lên em mã 27 size L 110.000. Mã 27 size L 110.000. Còn đồ bộ thun mà ít em ơi. Rồi mã 31. Mã 31 nha. Mã 31 là quần lửa nha mấy chị, quần bẻ tắt vậy nè. Rồi 79 nha. Lên cho em mã 31 79k. Mã 31 79k. 1 xéo mân 60k. Xanh đậm mã 1. Hả? Xanh đậm mấy? Mã 1 xéo 4 cho Châu Nguyễn em. 1 4 xéo. Mã xéo 8 đó em. Mã xéo 8 đó. Mã xéo 8 phải cái rừng gì không? Có rừng gì không? Đây hả? Có. Để đâu à? Để tụi em trước. Quần có quần đó. Lá xéo 10 phút. Quả lá xéo 9 phút. Cho mã lưng thun là mã nhiêu? Lưng thun này phải không? Số 8 nè. Ừ. Mã số 8 cho Tiền Mai Nguyễn. Ghi giá luôn Tiền Mai Nguyễn ơi. Chưa Tiền Mai Nguyễn chưa có giá. 129.000 Tiền Mai Nguyễn lên giá cho Thương nha. Rồi mã 31. Mã 31 79.000. Mã 31 size 55-58kg quay đầu. 31 cho Thẩm Nguyễn nè. 31 79 cho Thẩm Nguyễn nè. 31 79 cho Thẩm Nguyễn. 3179 cho Thẩm Nguyễn. Rồi con này không giãn nha. Mã 47 size 29 không giãn 50.000. Chốt cho em mã 47. Mã 47 50.000. Lên cho em mã 47 50k nha. Mã 47 50.000. Lên cho em mã 47 50.000. Cho Ngọc Hòa. Rồi áo khoác này hồng ruốc siêu đẹp luôn. 1 lý 9 giùm em nha. Con này 62kg quay đầu giùm em nha. Mã số 8 129 cho chị Tiền Mai Nguyễn nè. Bỏ giá đi. Để bỏ ra chị bỏ giá. Để mà mới giá tính. Rồi lên cho em con này con khoác hồng nha. Hồng ruốc á. Mã hồng ruốc 129. Lên cho em mã hồng ruốc. Quên lộn 1 lý 9. Mã hồng ruốc 1 lý 9 giùm em nha. Hồng ruốc 1 lý 9. Hồng rút 1 lý 9. Hồng rút 1 lý 9. Mã 27 là mã nào ta? Đẹp, cũng đang cầm đi. À, có người chốt không không? Chưa. Gì vốn gì chứ tôi à, sợ cái bụng quá chặt không biết. Quần nó đẹp quá. Rồi con hồng rút 1 lý 9 giùm em nha. Rồi em có mèo đen 1 lý 9 nữa nè. Khóc đen kaki đẹp lắm. Rồi em có mèo đen 1 lý 9 nữa nè. Mèo đen 1 lý 9 cho em nè. Lên em mèo đen 1 lý 9. Mèo đen 1 lý 9. Em có mèo cam nữa. Mèo đen 1 lý 9 có mèo cam nữa nè. Mèo cam 1 lý 9 nữa nè. Mèo cam 1 lý 9 nữa. Thôi đây mèo cam 1 lý 9. Mèo cam 1 lý 9. Rồi bộ em đang mặc còn mèo đây nữa nha. Chốt cho bạn chị thì được. Hồng rút 1 lý 9 cho Triệu Thiên Trần. Chốt bạn chị được. 1 lý 9 cho Tiền Mai Nguyễn nè em. Cứ để sót rồi. Đẹp từng dưới đẹp nơi nha. Chị yên rồi. Hồng rút cho chị gì nữa đó.
hai cái nhưng đây nhưng đây có số họ gì ta nhưng chứ rồi sao nó mới lâu như ta. Ok, không đút chị Nguyên Lê nữa nè. Rồi, bộ em đang mặc có bộ chữ da nữa nha mấy chị. Chữ da nha, chiến chiến nha. Bộ chữ da chiến chiến nha. Bộ chữ da chiến chiến nha. Nó đem bộ chữ da chiến chiến ra. Chữ da chiến chiến ra. Ok, chị Tú Nhi nha. Chốt quần mã 27 cho chị nè. Đủ đơn thì em đã gọi, đủ đơn là em đã đi đơn nha mọi người ơi. Có đen xuông nữa nha mấy chị. Rồi lên cho em mã đen này, chữ đen nữa nè. Lên đây mã chữ đen nữa nha, chữ đen. Lên đây mã chữ đen, wow cái chữ đen nó sang nữa chứ. Chữ đen chín chín nha. Bán cho chị một bộ khuy lụa, là bộ nào chị chọn đi chị. Ok, chị chọn đi chị nha. Chị chọn đi. Bộ chữ em còn chữ da, chữ đen với bộ chữ chữ nâu em đang mặc nè. Ok, bên em dồn đơn mà. Rồi một con quần riêng lưng phun. Rồi 80 giùm em coi giãn siêu coi giãn luôn nha. Rồi 80. 80 size 55 kg quay đầu giùm em nha mấy chị. Chốt em mã 31 80k. Mã 31 80k. Mã 31 80.000. Mã 31 80.000. Rồi mã số 913. Mã số 913. Cái mèo này mèo lông chuột đẹp lắm mấy chị. Mặc lên phone đúng đẹp luôn á. Size M nha mấy chị. Size M nha. Size M là size 28 đó. Rồi 55-56kg. Mặc vô tư cho em. 1 lĩ 9 cho em nha. Mã 913 109 nha. Có xin đen rồi em. Rồi mã xéo 59 size L. Coi dạng thoải mái giùm em nha, xéo 9 nha. Rồi mã này chốt cho em mã xéo 59 size L. Xéo 59 size L. 55-58kg là mặt vừa nha mấy chị. Bộ chữ đen kèm giá cho lên thông tin số điện thoại luôn chị Bích Chi ơi. Rồi còn một con bò sữa xanh 99 nha. Rồi bò chữ xanh giùm em nha, bò sữa chứ quên. Bò sữa xanh 99 ngàn, lên đây mã bò sữa. Lên đây mã bò sữa nha. Bò sữa xanh 99. Bò sữa xanh 99. Mã 31 80 ngàn, chị nhanh nhanh nè. Ok, chị nhanh nhanh. Bộ bao nhiêu ký vui vậy chị? Bộ 60 ký nào nha. Rồi em còn một con khóc nhung tay phòng siêu đẹp 1 lĩ 9. Lên cho em mã nhung 1 lĩ 9 nha. Nhung 1 lĩ 9 nè. Lên em mã nhung 1 lĩ 9 đẹp lên tay đó phòng nha. Xéo 59 kèm giá vô chị Liên Nguyễn ơi. Nhung 1 lĩ 9 cho em. Chốt em mã nhung 1 lĩ 9. Lên em mã nhung 1 lĩ 9. Nhung 1 lĩ 9. Rồi lên cho em con đen phối. Con đen phối hay sao? Phôm nó lẫn hơn nha. Rồi lên cho em mã đen phối 40 tới 58kg giùm em nha. Đen phối. Lên em mã đen phối nè. Lên em mã đen phối 1 lĩ 9. Đen phối 1 lĩ 9. Lên em mã đen phối 1 lĩ 9. Nhung là 60kg quay đầu á. Không, nhung nó không tới 60. Phôm nó tầm 55kg á. Nhung 55kg rồi nha. Nhung 55kg á. Tiên quay 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 quay. Chị Liên hình lên thông tin số lên giá tiền nha chị ơi. Bộ chữ đen cho Bích Chi nè. Ok chị Bích Chi. Rồi em còn bộ vàng nhạt nha mấy chị. Đó đây bộ vàng nhạt 99 nha. Bộ vàng nhạt ở bên ngoài cái mèo nó đẹp lắm. Vàng nhạt 99 cho em nè. Vừa chị Liên hình em vàng nhạt 99. Bò sữa xanh cho Lê Quốc Thắng nè. Vàng nhạt 99. Nhu 1 lĩ 9 cho chị Phạm Gia Thịnh. Còn nhung kìa. Hết nhung rồi. Em hết nhung chị Mai Huỳnh ơi. Lấy bộ thư mặt cho chị nha. Bỏ bộ dưới. Ok chị Nguyễn Thanh Thủy. Thanh Thùy. Rồi bộ đùi vàng chắc đuổi đẹp lắm. Tết này siêu xinh luôn. Rồi 55-58kg quay đầu. Bộ vàng xéo 9 cho em nha. Lên em bộ vàng 69. Áo mấy chị mặc lễ được luôn à.
Rồi lên em bộ vàng xeo chín nha. Bộ vàng xeo chín 40 tới 58 kg. Ok nhanh nhanh. Để luôn quá rồi mấy chị ơi. 69.000. 69.000 chốt em bộ hồng ngơ nha. Quá ư là dễ thương. Vàng nhã 99 cho em hút sáng luôn nè. Rồi 60kg quay đầu. Rồi lên cho em bộ hồng nơ xeo chín. Mấy bộ này tạo quá. Hồng nơ xeo chín. Lên em bộ hồng nơ xeo chín. Bộ vàng này. Hồng nơ xeo chín. Bộ vàng chị Quỳnh Như. Bộ rút nơ xeo chín. Lên em bộ rút nơ xeo chín. Bộ rút nơ xeo chín. Bộ này chắc tầm cửa 58kg là mặt đẹp nhất đó. Rồi rút nơ. Lên em mẹ rút nơ. Em hết vàng xeo chín nha chị. Rút nơ xeo ơi. Chín. Rút nơ xeo chín. Vàng nhà 99 còn không chị? Vàng nhà 99 còn. Vàng nhà 99 em chốt chị Hương Ốc nha. Còn ở đâu không chị? Đây, ở bên đây. Ở đây, đây, đây. Đây. Một bộ vàng nhà chị Hương Ốc. Bộ này kêu bộ da đây mấy chị. Đẹp quá. Rồi bộ da cho em nha, 99.000. Dễ thương chưa? Bộ da 99. Ok chị nhanh nhanh nha. Hồng nơ chị Nguyên Lê nè. Rồi bộ da 99 cho em nha mấy chị. Lên em bộ da 99. Là hồng nơ không là tàu quá. Như là rút nơ. Rút nơ chị bất chi luôn nè. Ô nó dễ thương quá. Phía sau nó có dây kéo nha mấy chị. Rồi caro đen giùm em nha. Caro đen đầu ngựa lửa. Khẩu trang 59.000 đồng giá cho 9.000 luôn nha. Khẩu trang 59.000. Vậy hỏi cái gì chị Tú Nhi ơi. Bộ em đang mặc 60kg quay đầu. Rồi chốt em bộ sọc đen nha mấy chị. Sọc đen là lửa. Phía sau có dây kéo nha. Con là chị nào mà dáng đẹp là 60 vừa. Còn không tầm 55-58kg quay đầu giùm em nha. Rồi chốt em bộ sọc đen 69 55kg thôi. Để nó dán đẹp thế tới 60. Rồi cho em bộ sọc đen 69 nha. Sọc đen 69 nó có dây kéo ở phía sau nha. Rồi sọc đỏ. Lên em mã sọc đỏ 69. Sọc đỏ 69, sọc kèm giá vô đi mấy sọc chị yêu ơi. Sọc đỏ 69 giùm em nha, kèm giá nó giùm thương mấy chị. Phía sau có dây kéo nè. Đó. Chị thương không? Rồi cho em mã sọc đỏ 69. Sọc đỏ 69. Kèm giá thì dùm thương quá chị. Rồi sọc nâu xeo chín. Sọc đỏ xeo chín cho chị Thanh Khê. Sọc đen xeo chín cho Trúc Ly. Sọc nâu xeo chín. Lên em mẹ sọc nâu xeo chín. Quần là có túi hết nha mấy chị. Hết sọc đen. Sọc đen còn. Sọc đen cho chị yêu Nguyễn Thanh Thùy nha. Sọc nâu xeo chín. Cái máy em sao in nó không ra ta. Vậy chậm quá. Chọc nâu cho vỏ nhị. Điểm cho kìa. Mạng chậm. Mạng hổn này bị gì. Rồi em có sọc cam nữa nha mấy chị. Sọc cam xeo chín. Sọc nâu cho chị Hoa Châu. Cái này đẹp lắm nha. Đó, phía sau của nó nè. Rồi lên em mạng sọc nâu xeo chín. Sọc nâu xeo chín. Ở qua sọc cam, nó lộn. Dễ thương quá mấy chị. Này nó thiêu hết. Hết sọc đỏ nha mấy chị. Rồi, ơi. Rồi xanh cốt 55kg quay đầu giùm em nha. 40 tới tầm 55kg. Rồi chốt em mã xanh cốt tạo với em mấy chị ơi. Xanh cốt 69 giùm em nha. Xanh cốt 69. Xanh cốt 69. Bộ 56kg vừa nha. 56kg mà có dáng nha em. Chứ 56kg mà cao có mít rử là không vừa nha em. Bộ này 60kg không vừa đâu nha. Chị là 60kg có cao mất 6 nha. Để mít cong. Đem chốt đường hào. Sao nó yếu thế này. Để cho chú chị luôn hả? Chưa. Chị in đúng lỗ chị đâu. Nó bị đá ra cái ái sao. Ủa bèo ái nó quên chị. Mạng mấy gì coi được không ta?
Bạn có chị coi được không ta? Sực nào em hối chốt xin cốm chị Wido này. Bạn vô không được mà. Không in được trên sách rồi. Ồ, xanh nơ. Mấy chị xem được không ta? Xanh nơ tẩu á. Rồi lên em mã xanh nơ. Xanh nơ xeo chiến. Em hết xanh cốm nhưng mà chị mặc còn nhiều mèo. Hết xanh cốm. Kém được á. Không được. Vì tê đó. Cho trong. Có lỗi xảy ra. Giờ vô ghi số điện thoại nó không được luôn, nó quay cái đó tới mấy chủ. Sập đây như miếng thanh thùy. Có sai nhà, hổng như bị gì ta. Bữa xe ông khỏi kém cái râu tơ phụ đi kéo. Cái râu tơ chính vô luôn. Bữa anh chui nó bị đá cái râu tơ sao. Y tê đi. Sập đây nó chút ly. Nhưng mà mấy chị xem like được không ta? Xem like có bị đứng không ta? Rồi xanh nút cho em nha mấy chị, đẹp lắm. Phía sau có dây kéo luôn nha. Rồi xanh nút, lên em mã xanh nút nha. Xanh nút. Lên em mã xanh nút xeo chiến. Xanh nút xeo chiến. Đẹp không? Đẹp không? Để em đẹp không? Xanh nút xeo chiến. Có 4 bộ xanh nút. Hồng lên cho riêng nha. Kỳ ta. Em có vỏ nhị. Ta hát cùng vui lên. Rồi em chốt xanh nút nha mọi người. Xanh nút của chị Wido. Rồi bộ chanh. Bộ chanh 99 nha mấy chị. Xanh nút của chị Hoa Châu. Lên em bộ chanh 99. Bộ chanh. Bộ chanh 99 nha. Lên em bộ chanh 99. Xanh nút của chị Trúc Ly. Mấy chị hết chạy luôn à. Cũng cắt tiếng ca mừng vui. Mạng wifi bị cái gì ta? Không, do tê bót nó bị lẩu á, chứ wifi bình thường mà. Cho mũi tay bóp không. Rồi mã số 4 size 27. Mã 4 size 27 4 bông tới 50kg giùm em nha. Rồi 50.000 lên cho em mã 450k. Mã 450k. Lên em mã 450.000. Mã 450.000. Rồi quần này chốt cho em mã số 45 nha. Mã 45 size S. Mã 45 size S 129 giùm em nha. 45 size S 55kg quay đầu giùm em nha. Mã 45 size S 129. Mã 45 size S 129. Mã 45 size S 129. Nghe. Không được. Treo đấy mình cũng được phải không? Ờ để. Dạ mà để giờ để giờ nấu thừa wifi nhà chạy đó chứ. In không được. Thế. Dạ là nó bị lỗi tay bot rồi. Chào tạm thời đi tê. Bạn con đắt tàu con é phải đi tê được không em chết trai vô nó quay đồng đèn nào vậy ra nghĩ nó in cũng được lỗi tê bóp à vô Facebook coi đi tê giống hồng hôm chưa có nó đâu mã 450k cho Ngọc Hòa nè cái gì mã 450.000 cho Ngọc Hòa chị nãy chị giờ chị chưa quên chọn cái dịch like rồi. Có, phải chọn đi. Mã 450k. Cô nhìn cái màn hình của chị, nhìn cái đống tận ngờ chị nó bạc bạc á. Cái mèo nó không đẹp. Rồi mã này mã xéo 98. Mã xéo 38. Mã xéo 38 nha. Lên đây mã xéo 38 size M. Size M này tương đương với size S thôi nha mấy chị. Lưng ngố siêu cao luôn.
Rồi xéo 5.000 giùm em nha. Lên cho em mã này, mã xéo 38, mã xéo 38 nha. Xéo 38 xéo 19.000. À xéo 5.000. Size S nha mấy chị. Là tay già thì lâu rồi không 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 mở cái like lên coi á. Tôi coi tay bóp cái đầu thấy mình đâu. Ừ có thấy đâu. Ủa mình nó già chứ. Chết chứ. Tôi trên năm già thì á. Cái hàng trong mì thì mình đòi đi làm nữa. Ờ trong mì thì mình lên la nó đậm khéo á. Rồi em còn con đem phối 1.9 nha mấy chị. Đem phối 1.9 nha, size này là size 30 à 440 cho tới tầm 55 kg quay đầu giùm em nha. Rồi mã đem phối. Đem phối. Còn áo ngực 34 nha. 34 với 38 không còn một size 38 hả? Ừ. Rồi em còn một con đem si nha. Nên đây mã đem si nè. Đem si, đem si 1.9. Chưa nhận được hả? Thế nào size lớn chậm rồi ta? Đi hết rồi mình đâu có giữ được ai. Đồ nào kèm quần áo hay gì đó đi hết. Mã xé 38 kèm giá giùm em mấy chị yêu ơi. Xé 38 kèm giá giùm mấy chị ơi. Xé 38 kèm giá giùm luôn nha. Xé 38 kèm giá. Mã xé 38 kèm giá. Giờ tới ngầu. Giờ tới chiến dịch ngầu. Em vẫn còn bao gối rồi nha. Áo ngực này, áo ngực thương còn size 34 nha mấy chị. Áo ngực thương còn size 34. Nè. Áo ngực thương còn size 34 nha. Áo ngực đẹp lắm, 100.000 ba con. Còn hàng ren là còn một combo size 34, một combo size 38 không em. Rồi ngực mà ren á thì em còn một size 34, một size 38, 110.000. Còn cái này là 100.000 ba ẻm. 100.000 ba cành, 100 cành ba đứa. Trăm cành ba đứa. Tiếp tục. Đứng xuống đó chị cây nước ra được. Đứng xe của anh để đem ca nước đi. Đáng ca đi. Chịp đem mua phít lên đây. Rồi mã 81 size S giùm em nha mấy chị. Lên em mã 81 size S. 81 size S đẹp đêm này rầu xéo 10.000 luôn. Đem phối cho em Ái Huỳnh. Ái Huỳnh khách cũ khách mới. Người ta qua đây chả biết khách nào khách cũ khách mới. Ở phần mềm nó lưu thông tin quen rồi á. Ái Huỳnh lên số điện thoại Phạm Gia Thịnh. Ok chị nào khách mới lên số điện thoại giùm Thương nha mấy chị. Qua bên đây không biết ai khách cũ ai khách mới luôn mà. É vô được rồi nè. Anh chị, anh chị. Rồi mã này chốt cho em là mã 81 size S. Lên đây mã 81 size S 60.000 nha. 81 size S 60.000. Em còn một con quý cầm tay nè mấy chị. Em còn một con quý cầm tay. Em còn một con váy cầm tay 40 nha. Hàng cầm tay siêu đẹp, siêu dè luôn nha. Còn một con 40 này. Đây em mã váy 40k. Váy 40k. Đây em mã váy 40. Váy 40 nha. Không được, phẩm vô không được. Phạm Gia Thịnh lên số điện thoại, Ái Huỳnh lên số điện thoại nha. Mã 81 60.000 cho trúc đổ. Chị nào mà có số điện thoại rồi khỏi mà chưa có số điện thoại lên giùm Thương nha mấy chị. Không mà tìm mấy chị không ra chứ. Rồi mã số 26 giùm em nha, 50.000 không coi giảm nha. Mã 26 50.000 không coi giảm. Mã 26 50.000 không coi giảm. Quý 4 bao cho em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 100.000 ba con cho Khả Thi. Áo ngọc cho Thấm Nguyễn. Quý, mày ghi rồi chứ không, mày ghi không kịp. Xéo 38 Nguyễn Trường mà không thấy lên giá. Nguyễn Trường có số thoại. Sao ai đâu? Đem phối ở đây hả? Không phải đem phối dứng. Đó, đó. Ái Huỳnh. Đẹp số thoại của Ái Huỳnh ghi luôn này. 0978 0978 420 420 600 600. Rồi áo ngực cho Phạm Gia Thịnh. Áo ngực thôi chụp hình cha nó đi. Chụp hình đi. Rồi mã 81 60.000 cho trúc đổ. In không được ghép quá. Áo ngực cho Thấm Nguyễn. Ôi cái này mai cũng đơn cũng ướt. Tại của ai? Hả? Có một bếp ghi nha. Trúc đổ.
tốc độ mà chữ khó ghi đi. Rồi mã 2 xíu 50k cho Lý Nhung Bích. Đây đây cho Lý Nhung Bích đây. Lý Nhung Bích là cũ. Đây bao nhiêu tiền? Đó. Cái thằng này. Thằng mày mà ăn tiền mình tháng mà ăn tháng mà tôi lẩu miết cho. Cái điện thoại nó để nó mất tiêu rồi. Canh cũng không được. Áo khó không mình coi rồi rồi chờ thêm xíu con lên cho nha. Mình phụ thuộc với nó quá ha. Đâu rồi mình không làm tê chứ giờ. Nó điên đứng cho mình cũng điên đứng theo. Để tôi thừa mạng wifi. Rồi mã này chốt cho em mã 653 nha. 653. 653 sao hay xéo tương đương với size S. Con là coi dạng thoải mái nên mấy chị 55kg mấy chị mày cũng vừa nha. Rồi chốt cho em mã 653. 65399 nha. Chốt cho em mã 65399k. 65399 nha. Chị Nguyễn Cường mã 638 là mã nào vậy em? 638. Sẽ được ngàn không? Nguyễn 638 cho Nguyễn Cường nè. Tụt lại nữa mà cần hết quý đâu Khang ơi. À để ai này, ai có cái quý nè. Ai biết. Rồi mã xéo đem 2. Mã xéo đem 2 size 29 đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Rồi mã này 1.9 giùm em nha. 1.9 55-58kg quay đầu. Mã xéo 52 109 nha. Mã xéo 52 1.9 giùm em nha. Mã xéo 52 1.9. Xéo 52 1.9 không xuống like chờ nó vô mạng rồi like cha nó. Xuống like chờ mạng nó in được rồi like nha mấy chị. Giờ like đi tê ớn quá. Mai kiểm đơn á. Mai kiểm đơn mệt quá. Em xuống like chút nữa mạng nó in được em vô tiếp. Mạng in được. Sợ sắc, ấy là sợ cái mắm cái gì mỏi đó nhỉ. Ờ, nguyên le đèn xếp em ba. Sợ mai em mai in đơn không được, làm đơn cái phần mềm chốt đơn nó không được. Xin tê chốt cái nổ. Cho nên mà chứ kiến nguyên viết nguyên le không hỏi chưa cũ cái máu nữa. À. Thôi chào đi mấy chị. Mai like nữa nha. Ờ quên chút nữa để thử mạng nó vô được không. Mạng nó vô được không? Gì vậy? Được chưa? Thôi nha mấy chị. Chút vô lại.